Chương 131 Trên đời này thực sự có người có thể buông bỏ tất cả những gì mình có, của cải và danh dự, nói đi là đi sao? Có chứ, Kiều Hạng Văn chính là người kiên quyết như vậy đấy. Sau khi nói chuyện với Lâm Xuân Nhi xong, anh ta tắt di động, không một ai có thể liên lạc được với anh ta nữa, để lại Lâm Xuân Nhi và Vương Cẩn một mình đối mặt với làn sóng dư luận này. Áp lực của Vương Cẩn là quan hệ công chúng, còn áp lực của Lâm Xuân Nhi là tình hình dư luận nhưng bản thân kiều hạng văn nói đi là đi được ngay quan hệ công chúng và tình hình dư luận thì có là gì anh ta chẳng hề quan tâm đến chút nào cô vội vã trở về công ty từ nhà hát nhỏ nhóm tiểu hỷ vừa mới đưa ra một bản thanh minh trên tất cả các nền tảng các kênh liên lạc của họ đều đã nổ tung cả lên làm sao đây tiểu hỷ hỏi lâm xuân nhi chọn ngẫu nhiên vài câu để trả lời bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho vương cẩn bảo chị ấy đăng một số bài quan hệ công chúng Cô vừa dứt lời thì Vương Cẩn đã gọi tới, bảo các bên quan hệ xã hội lên tiếng cho tôi. Tôi sẽ cung cấp vài số liệu hot. Được. Lâm Xuân Nhi tiện tay gửi cho cô ấy, rồi nói với Tiểu Hỷ, theo dõi sát sao bản đồ nhiệt của dư luận, tập trung vào những tin tức bóc phốt, tin hot, tiêu cực, tin giả chết, nếu vượt quá giới hạn cho phép thì gửi ngay cho chị. Đang làm rồi à Tiểu Hỷ thở dài, bàn nảy nhị thiến mới khóc. Từ lúc trở về từ nhà hát nhỏ, Vừa sắp xếp biên tập xong bỗng dưng bật khóc ngay tại chỗ. Chị biết chứ, lúc ở nhà hát cũng đã khóc rối tinh rối mù cả lên rồi. Dù sao con bé cũng đã thích Kiều Hạng Văn nhiều năm đến thế. Lâm Xuân Nhi cũng thấy hơi buồn, nhưng cô cảm thấy Kiều Hạng Văn cứ rời đi như vậy mới là kết cục tốt nhất dành cho anh ta. Cô mở máy tính lên xem đủ loại suy đoán về anh ta trên diễn đàn, điều kỳ lạ là hầu như không có tin tức tiêu cực nào hết. Thật là hiếm thấy. Cô ở lại công ty đợi đến sáng sớm hôm sau, nhận thấy chỉ số đỉnh điểm đã qua, lúc này cô mới thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Nhóm người tiểu hỷ đã thức khuya đến mức biến thành mắt gấu trúc hết rồi, Lâm Xuân Nhi lấy điện thoại ra đặt bữa sáng cho mọi người. Cô sắp bắt đầu kỳ nghỉ của mình. Về đến nhà thu xếp hành lý rồi lái xe về quê cùng với Tống Thu Hàng. Quê nhà. Lâm Xuân Nhi ngẫm đi ngẫm lại hai chữ này, đã lâu lắm rồi cô chưa về lần nào. Lúc đi vào nhà, Tống Thu Hàng đã rời giường để thu dọn hành lý, thấy Lâm Xuân Nhi hơi quể quải, anh hỏi, em có cần ngủ thêm tới trưa rồi hẳn đi không? Không cần đâu, bây giờ em đi sắp xếp hành lý, chúng ta lập tức đi ngay nhé. Lâm Xuân Nhi vội vàng đi vào phòng ngủ, xếp quần áo thu đông và máy vi tính vào là coi như xong, đi thôi. Cô gấp gáp kéo vali ra, động tác rất nhanh, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Đúng chuẩn tấm gương sấm rền gió cuốn đấy. Tống Thu Hàng bật ngón tay cái lên với cô, sau đó đẩy sandwich và trứng vừa làm qua cho cô, ăn một chút đi, lên xe có thể ngủ ngon. Nhưng một mình anh lái xe sẽ chán lắm. Anh có thể nghe nhạc. Hơn nữa, lái xe thì sao mà chán được? Lái xe thú vị biết bao nhiêu. Trên đường hai người đi, Lâm Xuân Nhi chịu không nổi nữa, cuộn tròn trên ghế ngủ thiếp đi. Tống Thu Hàng yên tâm lái xe, ngay cả đạp phanh cũng rất nhẹ nhàng, sợ quấy rầy giấc mộng ngọt ngào của cô. Khi ra khỏi đường cao tốc của thành phố thì xe cộ đã ít hơn, Tống Thu Hàng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài xe, chợt có cảm giác cận hương tình kiếp. Rõ ràng cách quê nhà còn gần ngàn cây số, nhưng lại có cảm giác căng thẳng. Lâu không trở về quê, lúc đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng. Nhưng rồi trái tim cũng bay trở lại. Vừa bay trở lại là lập tức bay về những năm tháng 16, 17, 18 tuổi rực rỡ ánh dương ấy. Lâm Xuân Nhi ở trong xe mơ một giấc dài trong mơ cô buộc tóc đuôi ngựa và mỉm cười cô bước lên xe điện cửa sổ mở toang làn gió nhẹ thổi mái tóc cô lòa xòa lên má làn gió thật dịu dàng dường như đó là cơn gió dịu dàng nhất từng thổi qua trong đời cô tống thu hàng đứng bên cạnh cười nhạo cô chân ngắn chạy chậm mãi mãi không giành được chỗ ngồi tiêu muội chọc ngón tay vào eo cô chớp mắt nhìn cô ánh mắt đó đầy ẩn ý cô xuống xe đi bộ về nhà khu chung cư cũ kỹ sập sệ tràn ngập mùi thức ăn vừa mở cửa đã thấy bố mẹ và bà nội đang ngồi ở bàn ăn mẹ vẫy tay gọi cô màu đến ăn cơm nào xem xem ba con làm món gì cho con đây lâm xuân nhi ngồi vào bàn gắp một miếng sườn xào chua ngọt vì nấu quá nhiều nên miếng sườn vừa cho vào miệng đã tan ngay ánh hoàng hôn lờ mờ hắt vào qua cửa sổ ở phía nam chiếu rọi lên khuôn mặt những người thân bồi dưỡng họ một cách dịu dàng giấc mơ đẹp xiết bao lâm xuân nhi mở mắt ra khóe mắt vẫn còn ương ước nhìn thấy tống thu hàng bên cạnh đang nghiêm túc nhìn đường cô không nhịn được mà vươn tay qua hỏi đi đến đâu rồi tống thu hàng qua sơn hải quan rồi qua sơn hải quan tức là đã đi hết một nửa chặng đường về nhà lâm xuân nhi nhìn ra ngoài cửa sổ xe cây cối bên đường thấm đượm sắc thu nhiệt độ bên ngoài cũng đột ngột hạ xuống càng đi về phía bắc cảm giác mùa thu càng đậm đà xe chạy một mạch đến xuân thành đường phố đã không còn dáng vẻ như xưa nữa thành phố đang thay đổi từng ngày, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra từ những biển báo trên đường. Nhưng đường ray, đường xe điện thì vẫn còn đó. Tống Thu Hàng dừng xe, kéo Lâm Xuân Nhi lên sân ga quen thuộc. Bên tai phản phất tiếng cười đùa rông rã của nhóm thiếu niên, gió chiều thổi tóc họ tung bay. Giống như giấc mơ ban nãy, trên sân ga, chàng thiếu niên Tống Thu Hàng ôm lấy mặt cô, vụn trộm đặt một nụ hôn lên môi cô, môi họ lạnh, nhưng hai má lại nóng bừng. Hiện tại và quá khứ anh và cô, sau hơn 10 năm, cuối cùng cũng đứng lại nơi này. Tống Thu Hàn nhìn Lâm Xuân Nhi, cảm thấy cô không thay đổi chút nào. Không, cô đã trở nên xinh đẹp hơn. Bỗng chốc không biết nói gì, anh chỉ nắm tay cô, lặng lẽ chờ xe điện. Tiếng xe điện lạch cạch trên đường ray, tiến gần đến chỗ hai người họ. Cửa xe mở ra, sau đó đóng lại. Chỉ một đóng một mở mà đã trôi qua mười mấy năm rồi. Lâm Xuân Nhi nhìn qua cửa kính xe, thấy có vài thiếu niên đang ngồi trong xe, có một cặp nam sinh và nữ sinh đang cãi nhau, hệt như Tống Thu Hàng và Lâm Xuân Nhi của thời niên thiếu. Thổi thiếu thời của họ đã qua lâu rồi, nhưng vẫn sẽ luôn có những người ở vào độ tuổi này, lứa tuổi như hoa khiến cho người ta ngưỡng mộ. Họ lặng lẽ nhìn xe điện chạy đi, hai người nhìn nhau rồi bước lên xe. Xe chạy dọc theo đường ray, đi qua quỹ đạo, thẳng đến trước cổng nhà Tống Thu Hàng. Lúc này trời đã gần tối, hoa lá trong sân nhà Tống Thu Hàng vẫn tươi tốt, không một chút héo quá. Anh xách hành lý của hai người ra khỏi xe, sau đó đứng ở cửa một lúc lâu mà không vào. Trong một khoảnh khắc, anh có hơi hoảng hốt. Như thể anh vẫn còn 18 tuổi, một tay cầm bóng rổ, tay kia cầm lon coca, dùng lưng đẩy cửa vào, mẹ anh ở cửa trách mắng anh, còn không thể dùng tay cho đàng hoàng được cả. Anh từ từ mở cửa ra, nhìn thấy đồ đạc trong nhà vẫn y như trước. Tống Lương Ngọc đã là một việc rất tốt, mặc dù họ ở nước ngoài quanh năm nhưng ông vẫn tìm người trông coi nơi này để nó không bị bỏ hoang tống thu hàng chợt nhớ tới những năm tháng đó chuyện anh muốn làm nhất chính là đưa lâm xuân nhi về nhà lúc các cậu trai tụ tập với nhau có người từng nói rằng cậu ta đã đưa một cô gái nào đó mà cậu ta thích về nhà họ làm ổ trong phòng ngủ của chàng trai nhỏ giọng trò chuyện nụ hôn của cậu trai rơi xuống gò má ửng hồng của cô gái những tưởng tượng thầm kín đó thật đẹp đẽ và táo bạo đó là con đường mà mỗi thiếu niên của thời kỳ thanh xuân đều muốn trải qua hoan nghênh em đến nhà anh tống thu hàng ngập ngừng nếu đến sớm vài năm thì có khi em đã được ăn cơm mẹ anh nấu rồi bây giờ chỉ có thể xem ảnh chụp của mẹ anh thôi mẹ tống thu hàng thật sự rất đẹp có một bức hình của bà trên cây đàn piano bà là một người xinh đẹp dịu dàng vẻ đẹp như được thời gian ưu ái lâm xuân nhi yên lặng quan sát một hồi sau đó nhìn tống thu hàng khi đó em đã nghĩ anh giống gì rồi giờ nhìn kỹ lại quả nhiên là giống như tạc ai cũng nói anh trông giống bố anh đều giống hết lâm xuân nhi khẽ mỉm cười tiến lên ôm eo tống thu hàng tống thu hàng sao em cảm thấy chúng ta cứ như xuyên không ấy tuy rằng thành phố đã thay đổi nhưng vẫn có một số điều không thay đổi những tưởng tượng về tình yêu không hề thay đổi tống thu hàng thật may mắn bây giờ có thể rước được cô gái mình thích từ thời niên thiếu về nhà anh ôm chặt lấy Lâm Xuân Nhi, ôm trọn tuổi thanh xuân của mình vào lòng, từ đây sẽ không bao giờ hối tiếc nữa. Ngày mai anh muốn hẹn hò với em. Anh nhẹ nhàng nói. Được, vậy chúng ta hẹn hò ở đâu đây? Lâm Xuân Nhi hỏi anh. Tống Thu Hàng không nói lời nào. Anh đưa Lâm Xuân Nhi đến quảng trường đó, hiện giờ quảng trường đã không còn như trước, trên quảng trường không còn ai chơi bóng phố nữa, nhóm thiếu niên đều đã đi đến sân thể dục có nhiều tòa nhà mới được xây dựng bên cạnh quảng trường may mắn thay thư viện và rạp chiếu phim vẫn còn đó năm ấy lúc hẹn lâm xuân nhi đến đây xem anh chơi bóng đêm hôm trước anh đã thức trắng đêm cậu thiếu niên vẽ ra trong đầu một lộ trình hẹn hò hoàn hảo để có thể ở bên cô cả ngày mà không thấy nhàm chán lộ trình của anh là gì đầu tiên anh sẽ chơi thắng một trận sau đó mồ hôi nhễ nhại chạy đến bên cô ôm lấy cô nói với cô tớ thích cậu chúng ta yêu nhau đi được không có lẽ lâm xuân nhi sẽ đẩy anh ra nhưng anh sẽ không cho phép trong trí tưởng tượng của anh vào đêm hôm đó anh có sự cứng rắn và bướng bỉnh của một thiếu niên rồi anh nắm tay cô đi cùng cô vào thư viện đọc sách cô đọc sách còn anh thì ngắm cô anh thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh mặt trời chiếu lên mặt cô qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của thư viện yên tĩnh mà xinh đẹp cô gặp sách lại cau mày nói với tống thu Hàng, tớ đói quá chúng ta có thể đi ăn được không? đương nhiên là được chứ, anh đã sớm nghĩ xong nên ăn gì rồi. hồi đó cả hai đều thích pizza, cứ thế đi đến nhà hàng đó. anh nắm tay cô đi một mạch, cả một đoạn đường rất dài rồi đến nhà hàng ấy. thiếu nữ thưởng thức đồ ăn vui vẻ không thôi. lúng đồng tiền trên gương mặt cô hiện rõ vẻ vừa lòng thoải ý. tất nhiên nếu chỉ vậy thì còn lâu mới đủ, còn phải ăn kem sau bữa tối, ăn xong mới có thể rời đi. không thể dễ dàng thả cô về nhà được. Ngày đầu tiên bọn họ yêu nhau nào có kết thúc nhanh như vậy. Anh còn muốn đưa cô đi xem phim, rạp chiếu phim ở cung thiếu niên tối đen như mực, phim gì không quan trọng, quan trọng là khi bộ phim đang đến hồi cảm động, anh sẽ bất ngờ quay đầu sang hôn lên má cô. Cô chắc chắn sẽ không tức giận đâu, bởi vì họ đang yêu nhau mà. Cô chẳng những không tức giận mà còn quay qua nhìn anh trong bóng tối, hai người nhìn nhau, kể đó môi dán vào nhau. Không có kinh nghiệm cũng chẳng sao trên phim đã từng diễn cảnh này anh sẽ ngậm lấy môi cô một cách chuẩn xác cuối cùng trời cũng tối anh vẫn không nỡ tiễn cô về nhà đi qua con hẻm tối tăm đó anh không cần phải dậm chân dọa cô nữa dù sao thì tay cô cũng đã ở trong tay anh rồi cứ bước đi như vậy buông tay cô trước khi gặp ba cô không buông tay cũng chẳng sao ba cô có thể chỉ trích anh nhưng anh không sợ anh sẽ đứng thẳng người và dũng cảm nói chú cháu sẽ chịu trách nhiệm với lâm xuân nhi khi còn trẻ, cần phải trải qua một ngày như vậy. Đó là cảm xúc đầu đời, là độ tuổi anh dũng nhất, là tháng ngày tươi sáng nhất. Đó là điểm khởi đầu của một câu chuyện tình yêu trong tương lai, nhưng lúc đó bọn họ lại không có được. Đáng tiếc làm sao, cũng may mắn làm sao. Lúc này bọn họ nắm tay nhau đứng dưới lầu tòa nhà cũ kỹ của Lâm Xuân Nhi, Tống Thu Hàng vẫn không buông tay cô, bọn họ không cần phải sợ gì nữa rồi. Họ dùng nhiều năm như vậy, cuối cùng mới nắm được tay nhau đứng dưới lầu chú Lâm, chú đừng nóng giận, cháu sẽ chịu trách nhiệm với Lâm Xuân Nhi. Ngay lúc này, Tống Thu Hàng nhẹ giọng nói. Một cơn gió thoảng qua, lấp đi giọng nói của anh. Nhưng như vậy cũng không sao cả, họ sẽ luôn nhớ về những ngày tươi sáng mà họ đã có. Chương 132 Lâm Xuân Nhi và Tiêu Mụi xuống xe ở trước cổng trường, từ đó có một con đường rải đầy hoa tươi kéo dài đến sân thể dục. Trên con đường nhỏ được đặt vài dàn hoa, trên các dàn hoa ngập tràn những bông hoa rạng rỡ cứ thế đi thẳng thẳng tiến về phía trước con đường sẽ dẫn đến sân bóng xanh nơi năm đó nhóm thiếu niên đã rơi xuống những giọt mồ hôi những tiếng cười đùa reo hò cổ vũ và những tràng pháo tay lúc ấy như xuyên qua năm tháng và rót vào tai mà chàng thiếu niên dưới ánh nắng rạng rỡ năm nào giờ đây đang đứng thẳng tắp ở nơi đó trong bộ vét dùng dáng vẻ vô cùng trịnh trọng kết hôn với cô gái mà mình hằng yêu quý lựa chọn tổ chức đám cưới ở nơi này quả là đúng đắn câu chuyện bắt đầu từ đây trải qua một khoảng thời gian dài Cuối cùng họ đã quay trở lại chốn xưa, quay lại điểm khởi đầu. Hàng chục người ngồi trên khán đài, nhìn kỹ lại, họ đều là những người có liên quan đến khuôn viên trường học này và khoảng thời gian ấy. Trong đó có một vài người Lâm Xuân Nhi chưa một lần gặp lại kể từ lúc tốt nghiệp đến giờ. Biết bao khuôn mặt trẻ trung bất khả chiến bại, giờ ít nhiều đã có dấu vết của năm tháng, cùng các giáo viên đáng mến giờ đầu tóc đã bạc phơ. Chiếc váy cưới trắng như tuyết của Tiêu Muội và bộ lễ phục dâu phụ màu hạnh nhân của Lâm Xuân Nhi đều cực kỳ thanh lịch. Họ dừng chân nơi cuối hành lang rải đầy hoa, chung quanh cũng được bao bọc bởi những chùm hoa rực rỡ, cảnh tượng đẹp hệt như trong giấc mơ của thiếu nữ. Đúng vậy, thiếu nữ đã từng mơ mộng được kết hôn với người mình yêu ở địa điểm thơ mộng như thế này. Buổi lễ còn chưa bắt đầu mà đôi mắt của cô dâu đã rơm rớm ánh nước. Còn chàng thiếu niên năm ấy thì chậm rãi quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy cô dâu xinh đẹp rạng ngời của mình trong lớp váy cưới. Đệt. Trần Khoa Niên dụi muốn đỏ cả mắt anh ta thực sự khóc luôn rồi tụi loan niệm chắc chắn sẽ cười anh ta nhưng anh ta không quan tâm được nhiều chuyện như vậy bởi vì cô dâu của anh ta quá đẹp tiêu muội thấy trần khoan niên khóc theo bản năng nghiêng đầu nhìn bí thư đang có mặt trên khán đài tuy thường ngày bí thư khá hùng hùng hổ hổ nhưng giờ phút này cũng đang lau nước mắt chú rể cưới cô dâu trần khoan niên đi về phía tiêu muội đời này anh ta chưa bao giờ long trọng như hôm nay không biết đã bao nhiêu người nói anh ta mắc vô số món nợ phong lưu, bây giờ lại muốn tìm một người lương thiện để chung sống qua ngày. Họ thì biết cái khỉ gì chứ? Chỉ có Trần Khoa Niên mới biết rằng tiêu muội nào phải người lương thiện, nhưng tiêu muội là người trong lòng anh ta. Anh ta rất yêu cô ấy. Bố tiêu muội đặt tay cô ấy vào tay Trần Khoa Niên, tối qua ông cụ còn nói nhất định sẽ không khóc, vậy mà bây giờ lại hòa khóc nức nở. Lâm Xuân Nhi cũng rơi nước mắt. Người mình thích thời niên thiếu, lúc này cùng mình bước vào lễ đường kết hôn, cái kết thật sự quá viên mãn. Lúc họ trao nhẫn cho nhau, Lâm Xuân Nhi ngẩng đầu nhìn Tống Thu Hàng. Anh nhìn Trần Khoa Niên từ từ đeo nhẫn vào ngón tay tiêu muội với đôi mắt đỏ hoe, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Sao có thể không ngưỡng mộ cho được? Tuy rằng nhiều người kết hôn chỉ để có một người bạn đời bên cạnh, nhưng một khi có ai đó kết hôn vì tình yêu thì thật đáng ngưỡng mộ. Lâm Xuân Nhi lau đi giọt nước trên khóe mắt đến lúc tiêu muội tặng hoa cưới, cô ấy nhìn mọi người ở đây một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Lâm Xuân Nhi. Tiêu muội dùng ánh mắt dịu dàng vây lấy cô, chữa lành cho cô, kể đó cô ấy cầm theo bó hoa, bước chậm chậm đến hành lang hoa và đặt nó lên đó. Tống Thu Hàng bất ngờ rơi nước mắt. Vào khoảnh khắc ấy, Lâm Xuân Nhi cũng che miệng bật khóc. Cô ấy là người bạn tốt nhất trong cuộc đời này của cô, đồng thời cũng là người luôn luôn hiểu được cô. Tuy những người ngồi bên dưới không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ có bốn người bọn họ biết bó hoa cưới ấy nên đi về đâu mọi người vỗ tay để phù dâu gửi lời chúc phúc lâm xuân nhi bỗng dưng thấy hơi bối rối cô thân kinh bách chiến hiếm khi lại bối rối như thế này nước mắt trên mặt cô vẫn chưa kịp khô bàn tay đang cầm micro khẽ run rẩy chào mọi người lâm xuân nhi gật đầu chào mọi người âm điệu của từ người ở cuối hơi thấp xuống còn có một tiếng nức nở khe khẽ cô khúc ngồi dưới khán đài đột nhiên rưng rưng nước mắt Bà nhớ lại ngày phát hiện ra sở thích của Lâm Xuân Nhi, đó là ngày đăng ký vào cấp 3, bà thuận miệng hỏi sở thích của cô là gì, cô đứng bên cạnh cha mình, cười khúc khích đáp, "Thưa cô, em thích đọc diễn văn." "Vậy em đã từng phát biểu trước đám đông chưa?" "Em từng là người dẫn chương trình nhỏ ở trường cấp 2." Cô khúc nhìn vào hồ sơ học bạ của cô, hầu hết nhận xét của giáo viên trường trung học cơ sở đều là, "Thật sự là một học sinh năm tốt." "Vậy em có thể đại diện cho khóa học sinh mới lên phát biểu được không?" em có thể à? Lâm Xuân Nhi là học sinh giỏi nhất mà bà từng dẫn dắt, sau khi cô tốt nghiệp, bà đã hỏi thăm vô số lần rằng đứa nhỏ kia đã đi đâu về đâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng được gặp lại người thật, cô giáo vô cùng xúc động. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Xuân Nhi chưa từng nói em không làm được, em sợ, cô mãi mãi bảo rằng được cả, à? em đồng ý làm thử. Tự dưng tớ không biết phải nói gì, hết thảy mọi thứ ở đây đều quá quen thuộc, khuôn viên này, sân vận động này và những người đang ở trước mắt tớ tớ nhớ dáng vẻ của chúng ta khi ấy, tớ hơi mũm mỉm, buộc tóc đuôi ngựa, cậu thì gầy gò, thường hay đeo kính. Tớ cũng nhớ cả chuyện chúng ta cùng nhau chọn lớp xã hội, cậu đã nói với tớ là cậu chọn gì thì tớ sẽ chọn nấy, tớ nhớ mỗi buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn bột lá sen bên cạnh trường và dạo quanh các cửa hàng, nhưng đáng tiếc bây giờ những cửa hàng này đã không còn nữa, tớ nhớ chúng ta cùng đốt pháo hoa và cùng ngắm sao, giữa chúng ta không có bất cứ bí mật nào. Lâm Xuân Nhi khóc nấc lên, cảm ơn cậu đã đưa tớ từ địa ngục trở về nhân gian, cảm ơn cậu vì cậu đã nhờ bố mẹ cậu chăm sóc tớ, cảm ơn cậu đã bảo vệ phẩm giá và sự nhạy cảm của tớ mà không tiết lộ tình trạng của tớ với bất cứ ai trong những năm qua, cảm ơn cậu. Bạn thân nhất của tớ, người thân cả đời tớ. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ suốt những năm dài tháng rộng đã qua. Lâm Xuân Nhi thật sự mừng cho tiêu muội cô khóc đến mức không ngừng lại được, cũng cảm ơn Trần Khoa Niên, hãy thay tớ chăm sóc người bạn thân nhất của tớ nhé tớ giao cậu ấy cho cậu hy vọng hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc mong cậu khởi đầu chuyến hành trình tiếp theo trong đời cậu thật tốt tớ vẫn ở đây bất cứ mọi lúc luôn luôn ở đây năm tháng thoát cái đã trôi đi quá khứ lướt qua trong chớp mắt tiêu muội ông siết lâm xuân nhi thật lâu nước mắt cô ấy rơi xuống cổ và vai lâm xuân nhi cô ấy khẽ nói với lâm xuân nhi rằng tớ mãi mãi yêu cậu bọn tớ cũng có quà tặng cho cậu tiêu muội gật đầu với trần khoan niên Trần Khoa Niên ấn một cái nút, màn hình vẫn chưa sáng lên, nhưng lại có tiếng cười vang dội của một nhóm người. Tiếp đến, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn thấy quá khứ của chính mình. Wow, chúng ta đã từng trẻ như vậy. Gương mặt trẻ tuổi của chúng ta toát ra thần thái bay bổng, tiếng cười của chúng ta xuyên qua phòng lớp, bay tới tầng mây. Quá khứ ơi, xin chào nhé, thiếu niên ơi, chào cậu. Sau đó, camera chuyển hướng, cố định trên người Lâm Xuân Nhi cô ngồi làm bài tập trên bàn nghe thấy ai đó gọi mình cô ngẩng đầu lên và nở một nụ cười rạng rỡ cô đứng trên bục thu bài tập về nhà giận dữ với tống thu hàng tống thu hàng cậu đã không làm bài tập về nhà rồi lại còn gây rối nữa cô quay lại và đặt khuôn mặt của mình trên bàn của tống thu hàng không biết đang nói chuyện gì mà tống thu hàng giơ tay ra vỗ vào đầu cô thiếu niên tống thu hàng đưa tay ra kéo tóc của cô trông thấy có người chụp lén mình anh quay lại và dựng ngón giữa về phía ống kính sau đó đột nhiên nhếch miệng cười tống thu hàng và lâm xuân nhi đi ăn pizza sau giờ học bóng của họ bị ánh trăng kéo dài tống thu hàng cố gắng nắm tay lâm xuân nhi nhiều lần nhưng chẳng có lần nào thành công vẫn còn rất nhiều rất nhiều bóng dáng của bọn họ cũng như thời niên thiếu của họ chân thật như vậy sâu sắc như vậy cô khúc ngồi trước màn hình nói tống thu hàng thích lâm xuân nhi tôi đã biết chuyện này từ lâu rồi lúc đó lâm xuân nhi nói tống thu hàng còn hùa với tiểu đội dọa con bé sợ hãi trên đường về nhà yêu cầu đổi đồng đội tống thu hàng nói cô ơi xin cô đừng đổi nhé ạ à, em thích cậu ấy tống thu hàng còn nói chỉ cần để thằng bé ngồi phía sau lâm xuân nhi thằng bé hứa sẽ không làm rối loạn kỷ luật trong lớp học nữa à còn nữa lúc tôi giảng bài tôi luôn trông thấy tống thu hàng nhìn bóng lưng của lâm xuân nhi khán giả bùng nổ một tràng cười sảng khoái không khí sôi nổi hơn hẳn mọi người đồng loạt vỗ tay hóa ra lúc đó hoàng tử trong lòng các cô gái đã thích lâm xuân nhi rồi à họ lại thoáng bừng tỉnh cũng phải thôi hai người họ tốt vậy cơ mà tống thu hàng nhìn sang lâm xuân nhi đúng đó lúc ấy anh rất thích em bây giờ em đã tin chưa sau đó nữa tại nhà của tống thu hàng ở mỹ tiến vào phòng lưu trữ của anh nơi anh không cho phép bất kỳ người nào bước vào trong phòng lưu trữ có những thứ được anh xem như báu vật một hộp gỗ cũ kỹ người quay phim từ từ mở hộp gỗ ra và nhìn thấy một lá thư còn có miếng thạch cao có tên lâm xuân nhi được ghi rất lớn hùng hồn hướng ra ngoài không biết vì lý do gì mà tống thu hàng cầm máy ảnh khóc rất dữ dội bàn tay của người đang quay phim không ngừng run rẩy trong những năm tháng tình bạn giữa tống thu hàng và trần khoan niên trông có vẻ trần khoan niên chả quan tâm gì mấy nhưng thật ra anh ta hiểu rõ mọi chuyện lúc này nỗi đau của tống thu hàng bỗng nhiên trở nên chân thật lâm xuân nhi nhớ lại lá thư ấy gọi máy bàn cho cậu nhưng không ai bắt máy nước mắt lâm xuân nhi không cầm được nữa mà tuôn rơi tuổi trẻ sinh động như vậy thời gian xa cách đến thế cảnh quay cuối cùng là vào ngày tốt nghiệp mọi người đi theo trần khoa niên tìm địa điểm chụp ảnh tốt nghiệp đêm hôm trước trời vừa đổ mưa những bông hoa lạ nở rộ khắp khuôn viên trường không khí nóng ẩm người nào người nấy giống y như cà tím bị sương muối vùi dập nhưng khi họ đứng vào đội hình thì lại đứng thẳng người trần khoa niên nói muốn chụp thử bảo mọi người cùng nói kim chi, Tống Thu Hàng chợt nói, Lâm Xuân Nhi, đừng có nhe răng ra. Mọi người cười rộ lên, Lâm Xuân Nhi nghiêng đầu nhìn anh cười, trong mắt là ánh sao lấp lánh, chứa đựng cả giải ngân hà. Tống Thu Hàng giả vờ mỉm cười nhìn về phía trước thay vì nhìn cô, nhưng khi cô quay đầu về, anh hơi cúi đầu, mặt lại khẽ nghiêng về phía bên kia, mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp. Ống kính dừng lại tại đây, ngay khoảnh khắc Tống Thu Hàng nhìn về phía Lâm Xuân Nhi. Đó là chi tiết mà chúng ta đã bỏ qua, những chi tiết mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy đáp án nếu như không có video này. Tống Thu Hàng yêu Lâm Xuân Nhi còn lâu hơn Lâm Xuân Nhi yêu anh. Lâm Xuân Nhi quay đầu nhìn Tống Thu Hàng, anh đang rơm rớm nước mắt nhìn cô, người từ nhỏ đến lớn không chịu khóc, cuối cùng lại khóc không thành tiếng ngay trước mặt bạn cũ. Anh chậm rãi bước đến ôm chầm lấy Lâm Xuân Nhi, nằm tháng thoát cái trôi đi, chỉ có tình yêu là sự thật duy nhất. Cuối cùng họ cũng lên đường đến Hu Lung Bui. Khi ấy mấy người bạn thân bàn bạc xem chuyến đi tốt nghiệp sẽ đi đâu, chụng đầu lại với nhau, di chuyển đầu bút trên bản đồ, cuối cùng quyết định ở vị trí đó, đi hu lung bui. Chuyến đi tốt nghiệp muộn, rốt cuộc đã được thực hiện vào hôm nay. Lâm Xuân Nhi ngồi trên ghế phụ, vươn tay về phía xa, tâm trạng hăng hái, xuất phát. Tống thu hàng thở dài, quay sang thắt dây an toàn giúp cô, thừa cơ cọ môi vào chóc mũi của cô. Trần Khoa Niên ngồi phía sau cất tiếng than thở, tống thu hàng, đủ rồi đấy nhé. Liên quan gì đến cậu? Lâm Xuân Nhi quay xuống trừng mắt với anh ta, còn nói nhiều nữa là ném cậu xuống xe ngay đấy. Tiêu Muội ngoan ngoãn giơ tay, tớ tán thành. Mọi người cùng cười ồ lên. Con đường dẫn đến Hu Lung Bui này, trong vòng một ngày đã đi qua các thành phố, làng mạc, sông suối và những bông hoa không biết tên, thỉnh thoảng họ dừng xe lại để nhìn ngắm thế giới rộng lớn này. Mùa thu kéo dài bất tận, từ sáng sớm cho đến lúc chiều tà. Hoàng hôn làm cho thảo nguyên trở nên dịu dàng hơn, cuối cùng họ đã đặt chân đến Hu Lung Bui. Họ đứng cạnh nhau, đón cơn gió lạnh buổi chiều tối thổi trên thảo nguyên. Cảnh tượng này đẹp quá đổi, cỏ khô đẹp, lá rụng đẹp, dòng sông cũng đẹp. Lâm Xuân Nhi nhớ lại ngày hôm đó lúc cô đang ăn thịt ở nhà người chăn nuôi gia súc thì nhận được điện thoại của Trần Khoa Niên. Trong giây lát, quá khứ gùa vào tâm trí cô đến mức cô không còn biết bất cứ điều gì nữa. Cô một mình đạp xe từ nơi sâu nhất trong Mông Cổ về Bắc Kinh, suốt dọc đường cô đơn tịch mịch, ngắm nhìn vô số phong cảnh, cũng trải qua cơn bão dữ dội, đạp xe hơn nửa tháng, thỉnh thoảng trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt của cậu thiếu niên mà cô hiếm khi nghĩ đến trong vài năm qua, còn cả cái tên mà cô chẳng dám nhớ tới, bởi chỉ cần nghĩ đến là lập tức đau xót, tống thu hàng. Cô chưa bao giờ nói với bất cứ ai lý do tại sao cô lại thích hu lung bui đến vậy. Cô sẽ không bao giờ quên được chuyến đi tốt nghiệp mà họ đã mơ ước ấy. Khi cô sống trong nhà của người chăn cừu, lùa dắt đàn cừu với một quyển sách trong túi và hứng gió trên thảo nguyên. Cô nghĩ, đây là chuyến đi tốt nghiệp của chúng ta. Cô cũng nghĩ rằng, có những thiếu sót mới là cuộc sống. Nhưng hôm nay, họ đã đứng nơi đây. Tất cả đau đớn mấy năm qua bỗng trở nên nhẹ nhàng, thậm chí không còn nhận ra được nữa. Cô vô cùng biết ơn những người xung quanh đã chữa lành cho cô và sự ấm cô. Thật tốt. Lâm Xuân Nhi cúi đầu tìm kiếm trên bãi cỏ, cô tìm rất lâu, muốn tìm ra nhánh cỏ đẹp nhất trong ánh chiều tà. Và rồi cô đã tìm thấy, nhánh cỏ ấy nửa vàng nửa xanh, phân tầng rõ ràng. Cô nhổ nhánh cỏ này lên, cố gắng bệnh chặt lại. Cuối cùng, trước khi tia sáng cuối cùng biến mất, cô bước đến trước mặt Tống Thu Hàng, nhìn anh bằng ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Có một hôm em nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của anh, bỗng dưng em bắt đầu mơ về lúc tuổi xế chiều. Em ngồi ngoài cửa sổ tắm nắng và nhâm nhi một tách trà nóng có người khoác lên cho em một chiếc áo, và lúc em quay đầu nhìn lại thì phát hiện người đó chính là anh. Lâm Xuân Nhi xòe tay ra, một chiếc nhẫn cỏ nằm trong lòng bàn tay cô, chiếc nhẫn thật đẹp làm sao? Vậy nên, Tống Thu Hàng, anh có bằng lòng lấy em không? Tống Thu Hàng dùng hai tay che mặt, nước mắt chảy ra từ các kẻ ngón tay. Sau một lúc lâu, anh mới buông tay xuống, nói trong làn nước mắt. Anh bằng lòng. Chương 133 Tống Lương Ngọc cảm thấy khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình là vào những năm 80. Thời đại những năm 80 cũng giống như cái tên Tống Lương Ngọc của anh, phòng thái tao nhã như Ngọc Công Tử. Khi đi dạo trong khuôn viên trường anh thường hay nhận được thư tình của các cô bạn khác. Những lúc ấy anh sẽ kẹp thư tình trong cuốn sách, sau đó nói một tiếng cảm ơn với cô gái ấy, nho nhã lịch sự. Khi ấy Tống Lương Ngọc là một cậu trai, ôm ấp hoài bão và phía trước là một tương lai tươi sáng sau khi học xong anh sẽ không lập tức trở về ký túc xá mà sẽ đi đến nhà của người thầy du quốc thái thầy du làm nghiên cứu về nền kinh tế nên có rất nhiều tài liệu cần xem nhưng tuổi tác ông ấy đã lớn xem lâu mắt sẽ bị đau nên tống lương ngọc đọc xong số tài liệu đó rồi sẽ viết nội dung tổng quan ra cho ông ấy cũng mượn cơ hội này để trao đổi sâu hơn với thầy giáo học hỏi phát triển nhiều hơn từ thầy vợ thầy bảo con gái của thầy là du thư nam mang trà đến phòng sách phòng sách chật chội Tống Lương Ngọc vốn luôn ngồi ở bàn chỗ cửa phòng sách đứng lên để cô bước qua. Có một ngày trước khi Du Thư Nam chuẩn bị rời khỏi phòng sách thì cầm bản thảo tổng quan của Tống Lương Ngọc lên xem, nét chữ của anh vừa có lực lại vừa đẹp, rất hiếm gặp. Trước giờ Du Thư Nam chỉ nói xin chào với anh, nhưng ngày đó lần đầu chính thức nói chuyện với anh, cô khen anh rằng nét chữ của anh đẹp lắm. "Cảm ơn." Tống Lương Ngọc vẫn nói câu cảm ơn đó, nhưng phía sau tai anh lại nóng phừng phừng. Du Thư Nam thích cầm kỳ thi họa, Thầy Du đã mời rất nhiều người bạn đến dạy cô. Cô rất ít nói, có thể ôm một quyển sách đọc rất lâu. Tống Lương Ngọc luôn có thể nhìn thấy cô đang đọc sách dưới gốc cây dưới sân trường. Trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cô cũng sẽ mặc váy dài và chơi piano trên sân khấu, màu trắng và xám của những năm 80, vẻ đẹp của cô trên sân khấu như không có thật. Cũng có rất nhiều cậu bạn thích cô, nhưng cô chưa từng cười đáp lại. Mọi người đều nói, cô con gái thiên kim này của thầy Du không phải là người phàm người bình thường không thể nào được cô đặt vào mắt. Đó là những năm 80, thời đại mà nam sinh nữ sinh khi nói chuyện đều đỏ mặt. Nhưng tiểu thư dòng giỏi như Du Thư Nam lại có một người bạn thân là Nam, Tống Lương Ngọc cũng từng tình cờ thấy họ cùng nhau ăn cơm ở trong căn tin trường, Du Thư Nam luôn mỉm cười và gấp thịt trên đĩa thức ăn cho anh ta. Tống Lương Ngọc tình cờ nghe thấy cô nói, ở nhà em cái gì cũng có hết, anh cứ ăn đi. Cậu bạn đó giống như một cây cổ thụ, cao ráo rắn rỏi và cường tráng, trên sân bóng rổ anh ta như một con hổ to lớn vào một buổi tối nọ sau khi nghe xong bản tổng quan thầy du đột nhiên hỏi tống lương ngọc con định khi nào kết hôn con chưa gấp đâu thầy con vẫn chưa có sự nghiệp riêng kết hôn rồi chưa chắc đã là chuyện tốt đối với nhà gái du quốc thái gật gù ông ấy rất thích người thanh niên trẻ này anh tự cường và tiến bước vững vàng trong lúc người khác đang đắm chìm vào tình yêu thì anh lại đắm chìm vào tri thức dựa vào sự nỗ lực của bản thân để đạt được điều mình muốn tuyệt đối không bao giờ dùng đến thủ đoạn, luôn ngay thẳng không bị thế sự làm phiền. Ít đi vài phần tình thú, nhưng cũng là một người đáng để tin tưởng giao phó. Cuộc trò chuyện đêm đó rất ngắn ngủi, Tống Lương Ngọc vốn không để tâm. Nhưng trôi qua mấy ngày, khi anh vào nhà thầy, nhìn thấy Du Thư Nam mắt đỏ hoe bước ra từ phòng sách. Cô thờ ơ nhìn Tống Lương Ngọc, giống như anh đã làm gì sai với cô. Tống Lương Ngọc không biết đã xảy ra chuyện gì, đi vào bên trong nhìn thấy thầy Du tự người vào ghế ngồi thụt xuống, nở nụ cười mơ hồ với anh ngồi đi tống lương ngọc chỉ vào đóng tài liệu hôm nay không cần xem nữa hả thầy nói chuyện trước được không được cả đến sau này anh cũng không thể nào quên được ngày hôm ấy thầy du nói anh và du thư nam đã đến tuổi kết hôn hỏi anh có đồng ý tìm hiểu với du thư nam để tiến tới hôn nhân hay không không biết ma xui quỷ khiến gì mà tống lương ngọc lại đồng ý anh muốn từ chối anh đã từng nhìn thấy du thư nam và cậu bạn kia ở cùng nhau biết rõ họ có tình ý hơn nữa vào những năm 80 chuyện tình cảm cũng đã thoáng hơn rất nhiều. Nhưng thầy Du nói Du Thư Nam có một người bạn đã rời đi, cô rất đau lòng, thầy Du lo lúc này cô sẽ buông thả bản thân. Tống Lương Ngọc đồng ý. Chỉ có mình anh biết, Du Thư Nam trong trái tim anh giống như một bông hoa nhỏ đang trốn gió trong cơn mưa, anh muốn xây cho cô một căn phòng ấm áp. Buổi hẹn hò đầu tiên của họ là ở trong thư viện của trường, hai người ngồi cạnh nhau mỗi người một quyển sách, thỉnh thoảng Tống Lương Ngọc nói chuyện với cô, hỏi cô thích ăn món gì du thư nam nhẹ nhàng đáp lại cứ vậy mà ngồi cả một buổi chiều đến gần tối tống lương ngọc mời du thư nam đi ăn cơm kế bên xuân đại có một nhà hàng quốc doanh có thể gọi món xào tống lương ngọc gọi món mà du thư nam nói là cô thích vào lúc chiều hai người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ chỗ ngồi chật hẹp chân hai người chạm vào nhau cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm du thư nam cảm ơn anh nhưng mà anh cũng vẫn còn đang đi học làm vậy thì lãng phí quá Tống Lương Ngọc rất thẳng thắn, nghiêm túc đáp lời cô, chỉ một bữa cơm có đáng là gì, tôi đi học có học bổng mà, hơn nữa bình thường tôi cũng dựa vào công việc phiên dịch để kiếm tiền. Gia cảnh tôi cũng tốt, ba là giám đốc công ty sản xuất bóng đèn, mẹ là giám đốc ngân hàng. Không phải Tống Lương Ngọc khoe khoang, anh chỉ đang muốn nói rõ gia cảnh của mình, anh nghĩ, muốn tìm hiểu để tiến tới hôn nhân thì cần phải nói rõ hoàn cảnh gia đình mình với con gái nhà người ta. Du Thư Nam nghe anh nói như vậy thì chau mày, sau đó khuôn mặt không biểu cảm, nói một câu có tiền đúng là rất tốt từ trước đến nay tống lương ngọc vốn chưa từng nói chuyện riêng với người con gái nào nên không hiểu được câu nói có tiền đúng là rất tốt này thật ra là đang mỉa mai mà lại nghĩ rằng du thư nam đang khen ngợi mình thế là tiếp tục nói nhưng tôi không dựa dẫm vào gia đình tôi sẽ tự mình nỗ lực mong em tin tôi tôi có năng lực cũng có tự tin mình làm được cuối cùng du thư nam cũng ngước mắt lên nhìn anh ánh nhìn đó không hiện rõ là thích hay là ghét nhưng khiến người ta cảm thấy khó chịu tống lương ngọc nghĩ thì ra đây chính là hẹn hò yêu đương khi nhìn vào ánh mắt của đối phương sẽ khiến anh sinh ra chút cảm giác sợ hãi hai người họ nói chuyện qua lại với nhau tống lương ngọc đối xử với du thư nam rất tử tế nhưng cũng không vượt mức anh rất tôn trọng cô trước lúc họ kết hôn chỉ nắm tay đúng một lần là vào một ngày họ đi dạo phía trước có một chiếc xe đạp chạy tới tống lương ngọc rất tự nhiên nắm lấy tay du thư nam kéo qua rồi nhanh chóng đứng sang một bên để chắn xe bàn tay của du thư nam rất mềm mại cô không làm việc nhà cũng chưa từng chịu sự cực khổ nào, bàn tay nhỏ nằm trọn trong tay của Tống Lương Ngọc, mềm như không xương. Sau khi xe đi qua, Du Thư Nam khẽ dùng lực, tự rút tay mình ra rồi mỉm cười với Tống Lương Ngọc. Du Thư Nam đã tốt nghiệp, nên bàn đến chuyện kết hôn rồi. Hai gia đình ngồi lại với nhau, ba mẹ Tống Lương Ngọc mang theo một hộp điểm tâm, một chiếc đồng hồ, một sổ tiết kiệm, vô cùng có tâm. Họ hỏi Du Thư Nam có yêu cầu gì không. Du Thư Nam nói, còn không muốn làm lễ kết hôn. Mệt lắm ạ à. vào thời đại này chỉ có kết hôn lần hai mới không làm lễ kết hôn thôi hai người đi đăng ký kết hôn dọn về ngủ chung một giường thì đã tính là người một nhà nhưng tống lương ngọc và du thư nam đều là lần đầu kết hôn mấy người phụ huynh nhìn nhau trước đó du quốc thái không hề biết con gái mình sẽ đưa ra yêu cầu này ông nhìn cô nói một cách ân cần đã là kết hôn thì luôn phải có nghi thức hôn lễ náo nhiệt ăn mừng vui vẻ đối với các con cũng là chuyện tốt con không làm Du Thư Nam dịu dàng đáp lại, đây là lần đầu tiên cô kiên quyết như vậy khi có mặt người ngoài. Dù chỉ là mấy chữ ít oi này cũng đủ để khiến người khác biết cô sẽ không thay đổi chủ ý, cuối cùng họ đều nhìn sang Tống Lương Ngọc, anh gật đầu, được ạ, à, con cũng cảm thấy làm hôn lễ rất phiền phức. Tống Lương Ngọc thích Du Thư Nam, từ lúc cô cầm lấy bản thảo tổng quan của anh lên khen chữ anh đẹp là anh đã thích cô rồi. Anh cảm thấy thích cô thì nên để cô được như ý, hôn lễ không làm thì không làm, rất nhiều người ngoại quốc cũng đã không còn tổ chức hôn lễ nữa, họ đều đi du lịch rồi xem như là đã kết hôn. Thế là hai người họ cứ thế kết hôn với nhau, đi làm đăng ký, Du Thư Nam chuyển đến ở cùng Tống Lương Ngọc. Chỗ ở của Tống Lương Ngọc là nơi mà đơn vị của ba mẹ anh phân cho, các hộ gia đình ở chung tầng, mỗi ngày bước vào tầng đều ngửi thấy mùi nấu nướng ở nhà nhau. Ngày đầu tiên họ dọn về đó, vừa bước vào, Tống Lương Ngọc đã lấy trong túi ra chiếc khăn tay mà anh đã ngâm nước vệ sinh từ trước. Dù Thư Nam chưa từng sống cực khổ, anh sợ cô sẽ chán ghét mùi hương này. Du Thư Nam cảm ơn anh rồi lại đẩy chiếc khăn tay về, đi theo sau lưng anh, bước qua lối hành lang dài. Thỉnh thoảng lại có một đứa bé chạy ra từ chiếc cửa bên cạnh, mọi nhà đều đang chuẩn bị ăn cơm, cũng có ông cụ bà cụ đập bàn la mắng con cháu. Họ bước vào cửa, căn nhà đã được Tống Lương Ngọc dọn dẹp trang trí từ trước, có một chiếc tivi đen trắng, có một tủ quần áo lớn, một chiếc giường dài, kế bên chiếc giường còn có một bàn trang điểm nhỏ, trên bàn còn có một lọ dầu dưỡng da và một chiếc gương đồng, bên cạnh có một bàn đọc sách trên bàn đọc sách có đặt một chậu hoa lan ở cửa có một cái chậu bằng sắt có một cái giá để đun nước ấm còn có đồ dùng nhà bếp mặc dù không gian nhỏ nhưng đầy đủ đồ dùng tống lương ngọc đã dồn tâm huyết vào nó anh cảm thấy đã là nhà thì nên có dáng vẻ của nhà có hơi người dễ chịu một chút lúc tan làm về đến nhà có thể an tâm mà nghỉ ngơi hai người đứng trong căn nhà nhỏ mà cái gì cũng có đủ dù thư nam không biết nên để mắt ở đâu tất cả mọi thứ trong phòng đều khiến cô khó chịu. Tống Lương Ngọc có chút đau lòng, đứng trước mặt cô cũng không dám nắm tay, chỉ đứng nhìn cô. Thư Nam Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô mà không kèm họ, anh biết căn nhà này không tốt như ở nhà của em, anh cũng biết em không thoải mái, nhưng không sao, anh sẽ cố gắng, sẽ sớm mua một căn nhà mới tốt hơn, để chúng ta sống với nhau thật thoải mái, sẽ không để tương lai em chịu thiệt thôi. Du Thư Nam nhìn anh, ánh mắt cô thật sự rất lạnh lùng, tống lương ngọc không biết phải phản ứng như thế nào với ánh nhìn đó anh quay đầu đi không biết nên làm thế nào nhưng du thư nam lại lặng lẽ tiến lên một bước hai tay đặt lên mặt anh mồi áp lên má anh tống lương ngọc chưa từng trải qua chuyện này anh có chút hoảng loạn anh nắm lấy bờ vai gầy của cô muốn đẩy ra nhưng du thư nam không chịu đôi môi cô bắt đầu phá vỡ tuyến phòng ngự phá vỡ ý chí của anh anh chẳng biết gì cả nhưng du thư nam biết tay cô từ từ tháo nút áo của anh ra tống lương ngọc cổ hủ Mỗi một nút áo trên áo dài Trung Quốc thời xưa của anh đều cài nút rất kỹ, dù thư nam cũng không vội, cô từ từ cởi từng nút áo của anh, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, mang theo chút đùa cợt, đây đều là thứ anh muốn mà, không phải sao Tống Lương Ngọc. Anh trăm phương ngàn kế không phải vì muốn thế này sao? Tống Lương Ngọc không hiểu ý của cô, anh muốn hỏi cô, nhưng tay của cô đang làm anh mất hết thần trí. Tống Lương Ngọc nghĩ, cuối cùng cũng biết vì sao những cậu bạn kia không chịu tập trung học hành mà cứ chăm chăm tìm người yêu rồi thì ra là vì chuyện này anh có chút vui mừng cảm thấy du thư nam thật tốt cuối cùng máu đàn ông trong anh cũng nổi lên một khi được giác ngộ thì sẽ không còn kiềm chế du thư nam cũng không cự tuyệt nhắm mắt lại mặc kệ anh muốn làm gì thì làm trong đầu hiện lên vô số cảnh chỉ là đều không phải cùng anh chớp mắt đã qua ngày hôm sau tống lương ngọc muốn hỏi cô trăm phương ngàn kế nghĩa là gì cô chậm rãi bước xuống giường rồi cầm lấy dụng cụ nhà bếp đi ra nhà bếp công cộng để nấu cơm cho anh mọi người ở trong nhà bếp thấy một người phụ nữ xinh đẹp không tì vết bước vào bỗng chốc đều sững sờ mãi cho đến khi người phụ nữ đó đứng trước bếp vặn mãi mà không bật được bếp mọi người mới bừng tỉnh thì ra người này không biết nấu ăn có người tốt bụng muốn đến giúp đỡ nhưng tống lương ngọc đã đi vào kéo cô đứng sang một bên nói với cô trước ánh mắt bao người để anh làm cho tống lương ngọc có gia cảnh tốt nhưng cũng không phải kiểu công tử cái gì cũng không biết làm anh mở bếp vặn nhỏ lửa nấu cháo rồi thái rau anh đẹp trai, học hành giỏi, lại nỗ lực làm việc, ngay cả nấu cơm cũng rất ra dáng. Cho nên sáng hôm đó những người vợ khác đều về gây chiến với chồng họ vì cảm thấy chồng mình quá khác biệt với Tống Lương Ngọc. Còn Du Thư Nam thì lại cảm thấy ngoại trừ người đàn ông đó thì tất cả những người đàn ông còn lại đều giống nhau, tốt hay xấu cô đều không cách nào đánh giá được. Chương 134 Họ cứ thế cùng nhau trải qua những ngày tháng bình dị, họ đến thư viện trường, người khác đều nói họ là trời sinh một cặp những cô gái ở trường từng thích Tống Lương Ngọc nhìn thấy họ ân ái đẹp đôi như vậy, mũi ai cũng chua xót hết cả. Ân ái đẹp đôi hay không ư, chỉ có bản thân họ biết. Tống Lương Ngọc cảm thấy thế này là đẹp đôi. Mặc dù Du Thư Nam rất ít nói nhưng cô rất dịu dàng, mỗi khi anh hỏi cô cái gì cô đều đồng ý, cô cố gắng học tập là một người vợ, mua thức ăn, mỗi khi cô tan ca sớm đều sẽ đến nhà bếp nấu ăn. Mặc dù trí nhớ cô kém, luôn không thể nhớ Tống Lương Ngọc thích ăn gì, không thích ăn gì, nhưng tống lương ngọc luôn cảm thấy như vậy là đủ rồi còn du thư nam thì sao cô xem tống lương ngọc như một kẻ ngốc có lúc cô nghĩ anh thật sự quá thâm hiểm lúc ở trường không biết anh đã từng gặp họ bao nhiêu lần anh cũng hiểu rõ chuyện tình cảm của họ nhưng lại làm ra vẻ không biết gì người như anh thật sự là một kẻ xấu anh mượn tay ba cô chia rẽ bọn cô nhưng lại không nhắc một chữ nào về chuyện này tại sao lại có người xấu xa như vậy chứ cô đang lên kế hoạch trả thù cho chuyện này cô hy vọng có một ngày cô sẽ tự tay xé chiếc mặt nạ của anh ra khiến anh nếm trải đau khổ giống như cô tống lương ngọc hoàn toàn không biết chuyện này anh đối xử rất tốt với du thư nam không muốn du thư nam phải dậy sớm mỗi buổi sáng anh đều dậy sớm nấu cơm phòng bếp chật chội ám mùi khói lửa còn cô lại ưa sạch sẽ làm cơm xong anh còn phải rửa mặt lại một lần thay cả quần áo nhưng không hề cảm thấy như vậy là rắc rối du thư nam lật qua lật lại mấy trang tạp chí người ta mang từ hồng kông về những trang nước hoa cô từng lật xem tống lương ngọc đều nhờ bạn ngoại quốc của mình mua giúp dù là bất cứ giá nào cũng mang được về du thư nam thích piano anh đến cửa hàng piano dùng hơn nửa số tiền tiết kiệm để lén mua nó đặt ở căn nhà mới mà họ sắp chuyển qua đúng vậy họ sắp chuyển nhà rồi tống lương ngọc làm việc cả ngày lẫn đêm cuối cùng cũng mua được một căn nhà lớn có khoảng sân rộng ở ngoại ô thành phố anh xây lại thành nhà hai tầng sửa sang bên trong lại cho mới trước và sau nhà đều trồng hoa và cây, cho ra dáng vẻ của một căn nhà đáng sống. Ngay chuyển đến nhà mới, anh dẫn cô đi qua chiếc sân trải đầy hoa, bước vào đến cửa lớn, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mắt cô là chiếc đàn piano đặt ở phòng khách, cô sững sờ quay lại nhìn anh. Trông anh như một đứa trẻ đang chờ được khen thưởng, gương mặt đắc ý nói, có thể nghe em đàn kỷ niệm tình yêu được không? Em không biết đàn bài này. Dù thư nam từ chối anh. Anh mua một chiếc đàn piano cho cô, nhưng cô lại chưa từng chơi đàn khi có mặt anh không cô chưa từng đụng vào cây đàn piano đó tấm vải che phủ nó đã bám đầy bụi tống lương ngọc lần đầu cảm thấy hoài nghi anh cảm thấy du thư nam không phải người vốn tính lạnh lùng lúc cô gấp thức ăn cho cậu bạn kia cô không hề có chút lạnh lùng nào cả nhưng anh cũng không để tâm cảm thấy hai người họ còn nhiều thời gian cứ từ từ rồi sẽ yêu nhau anh càng ân cần du thư nam càng không thể nhịn được sau một lần hai người hoang ai cô hỏi tống lương ngọc anh có yêu em không anh chưa từng nói yêu em mặt tống lương ngọc đỏ bừng trong bóng tối anh vẫn chưa quen nói lời yêu cuối cùng bèn đọc một câu thơ một ngày không gặp đã nhớ em đến phát điên anh không nói dối sau khi tan làm anh nói chuyện cùng đồng nghiệp cứ sau mấy câu lại xem đồng hồ rồi nói tôi phải đi đón thư nam ngày nào anh cũng vội vàng đi đón du thư nam nhìn thấy cô cầm sách bước ra khỏi tòa nhà dạy học là cảm thấy tâm trạng yên ả thanh bình. Cho nên anh không thể xa em được đúng không? Du thư nam hỏi anh. Tại sao chúng ta phải xa nhau? Chúng ta là vợ chồng mà. Điều mà Du Thư Nam muốn cuối cùng cũng đến rồi, cuối cùng anh cũng phải nếm trải đau khổ khi phải cách xa người mà mình yêu. Ngày hôm đó kỷ niệm hai năm kết hôn, Du Thư Nam dậy thật sớm để trang điểm thật xinh đẹp, tâm trạng cô rất tốt, cô chuẩn bị sẽ làm tổn thương Tống Lương Ngọc nhưng lúc trên bục giảng cô bị chóng mặt ngất xỉu, học sinh đưa cô đến phòng y tế của trường, bác sĩ sợ có vấn đề nên đề nghị cô đi kiểm tra, lần này đi kiểm tra cô mới phát hiện, cô đã có thai rồi. Chỉ có duy nhất lần đó là họ không dùng biện pháp tránh thai, là lần sau khi Tống Lương Ngọc uống say, mà Du Thư Nam lại đang trong kỳ an toàn. Cô hỏi bác sĩ, có thể phá thai được không? Bác sĩ nói, tuổi thai vẫn còn nhỏ nên phá được. Nhưng cần có chồng của cô ở đây, hai người bàn bạc với nhau đi. Trong lúc Du Thư Nam về nhà, Tống Lương Ngọc đã về trước và nấu ăn xong. Đó là vào một ngày đông, không biết anh tìm ở đâu một bó hoa rất đẹp rồi cắm vào bình, trên bàn ăn còn có nến. Tống Lương Ngọc cố gắng thể hiện sự trân trọng của anh đối với cuộc hôn nhân của họ và tình yêu mà anh dành cho Du Thư Nam bằng một bàn ăn theo kiểu Tây hiếm có. Du Thư Nam ngồi trước mặt anh, thấy anh mỉm cười rót rượu, Du Thư Nam lấy tay che miệng ly, nhẹ nhàng nói, "Em có thai rồi." Tay Tống Lương Ngọc dừng khựng ở đó qua một lúc sau mới bật cười lên thành tiếng, khu mặt hiện rõ nét vui mừng, đi đến trước mặt cô quỳ xuống nắm lấy tay cô, em có khó chịu không? Có muốn ăn món gì không? Em. Du Thư Nam gỡ tay anh ra, em thấy buồn nôn. Mang thai thấy buồn nôn là chuyện bình thường, anh đi hỏi. Tôi thấy anh buồn nôn. Du Thư Nam đứng dậy, anh làm tôi buồn nôn, mỗi lần cùng anh làm chuyện vợ chồng, tôi đều rất kinh tẩm anh, kinh tẩm cái đó của anh, kinh tởm những suy nghĩ của anh tống lương ngọc sững người ra không hiểu cô đang nói gì cả anh nhìn đi anh lại giả vờ ngây thơ nữa rồi hồi đó rõ ràng anh biết bọn tôi đang yêu nhau sao anh còn hùa với ba tôi đuổi anh ấy đi anh có thể giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì nhưng tôi không thể nói thật nhé tôi kết hôn với anh chính là vì muốn báo thù anh tôi muốn đợi đến lúc anh yêu tôi thì tôi sẽ ly hôn với anh bây giờ cơ hội tốt đến rồi tôi muốn sau khi cho anh biết tôi đã mang thai tôi sẽ bỏ đứa bé này rồi ly hôn với anh suy cho cùng vẫn còn trẻ tuổi bồng bột nói ra những lời không màng đến hậu quả du thư nam nghĩ rằng sau khi nói ra những lời này mình sẽ rất vui sướng nhưng cô không hề vui chút nào niềm vui mà cô nghĩ đã không đến mà ngược lại cô còn cảm thấy hơi đau lòng tại sao cô lại trở thành người như họ vậy chứ sao cô lại không có chính kiến chỉ hùa theo chiều gió thế này Du Thư Nam chưa từng nói những lời cay nghiệt như vậy, hận thù mấy năm này đều trút hết ra theo những câu nói này. Người cô khẽ rung, cố giả vờ nhìn Tống Lương Ngọc với vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Anh đã bị đánh bại hoàn toàn. Thì ra đàn ông khi thua cuộc sẽ có dáng vẻ này sao? Anh khóc, môi anh miếm chặt lại, không nói được câu nào. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, liệu anh ta có đánh mình không? Nếu anh ta đánh mình thì càng tốt, mình sẽ tới trường kiện anh ta, khiến anh ta thân bại danh liệt nhưng tống lương ngọc lại xoay người rời khỏi nhà ngày hôm đó là ngày đau khổ nhất cuộc đời anh anh cứ đi lung tung trên đường mà không có điểm đến gió lạnh buốt xương nhưng chẳng lạnh bằng trái tim anh giờ thì anh hiểu hết rồi hiểu ra tại sao du thư nam lại lạnh lùng tại sao cô lại không nhớ những món anh thích tại sao ở trước mặt người khác cô luôn giữ khoảng cách với anh tại sao cô không chơi chiếc đàn piano mà anh tặng cô thì ra vì sự hiểu lầm sâu sắc đó mà làm cô chán ghét anh. Anh có thể hiểu, nhưng anh lại không thể giải thích cho mình được, thời điểm anh xuất hiện trong mối quan hệ này chính là bằng chứng. Nhưng họ đã có con rồi, Tống Lương Ngọc thích đứa bé này, cứ nghĩ đến việc cô muốn bỏ đứa bé đi là trong lòng anh lại càng quặn đau. Anh không còn lối thoát, lại làm chuyện sai càng thêm sai, anh tới gặp Du Quốc Thái. Anh muốn giữ lại đứa bé này, dù để anh nuôi con một mình cũng được, anh đồng ý ly hôn anh đi tìm viện binh giúp đỡ càng khiến Du Thư Nam cảm thấy đáng khinh. Không ai có thể làm cô lây chuyển, cô kiên quyết sẽ bỏ bằng được đứa bé rồi ly hôn. Cuối cùng Tống Lương Ngọc cũng bỏ cuộc, họ cố cự nhau suốt 5 ngày. Trong 5 ngày đó anh có cảm giác như thể mình đã đánh mất nhân cách rồi vậy. Anh thu dọn đồ đạc, nói là đi công tác, bảo Du Thư Nam trong thời gian anh đi công tác thì suy nghĩ điều kiện ly hôn đi, còn chuyện đứa bé thì đợi anh về thì hẳn xử lý. Trải qua chuyện này, trái tim anh đã không còn vực dậy được nữa rồi. Tống Lương Ngọc tưởng rằng mình đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng thực chất cuộc hôn nhân đó của anh lại đầy lỗ hổng. Du Thư Nam ở trong nhà, đột nhiên bắt đầu nôn ngén. Cứ mỗi khi cô nghĩ đến việc phá thai là cô lại bắt đầu nôn quẹ rất kinh khủng, cứ như sắp sửa nôn hết ruột gan mình ra vậy. Cái thai trong bụng như muốn dùng hết sức lực của mình để nhắc nhở cô, con là có thật, con là một sinh mệnh, con và mẹ gắn kết với nhau cảm giác thần kỳ này làm cô mềm lòng thật kỳ lạ dù phụ nữ có kiên định cỡ nào thì đều sẽ mềm lòng vì cái thai bé bỏng đó khi tống lương ngọc trở về thì thấy du thư nam ngồi uống cháo ở bàn sắc mặt cô rất bình thản giống như chưa từng xảy ra chuyện gì anh ngồi ở chỗ đối diện rồi hỏi cô khi nào tới bệnh viện ngày mai khi nào làm phẫu thuật ngày kia được anh đứng dậy rồi đi đến một phòng ngủ khác trong nhà khi người anh chìm vào bóng tối thì nghe thấy tiếng du thư nam đang đi lên lầu anh vô thức nghĩ đứa bé trong bụng đã gần một tháng tuổi rồi nếu cô đi lên cầu thang sẽ không an toàn sau đó anh không nhịn được mà phì cười đúng là lo bò trắng răng du thư nam sẽ không đợi đứa bé được một tháng tuổi còn anh cũng sẽ không có được đứa bé này ngày hôm sau anh dậy sớm vẫn nấu cháo cho du thư nam rồi thay quần áo hệt như mọi ngày tống lương ngọc là một người trọng thể diện anh ghét sống hèn mọn càng vào lúc này thì càng phải giữ thể diện anh đi theo sau du thư nam vào gặp bác sĩ đứng sẵn ở đó chờ ký vào tờ giấy phẫu thuật nhưng bác sĩ lại nói với du thư nam nôn ói khi mang thai là chuyện bình thường hóc môn trong cơ thể thay đổi nên ít nhiều gì cũng sẽ có phản ứng cô ăn nhiều thức ăn thanh đạm vào cũng nên chú ý nghỉ ngơi sau mười hai tuần là sẽ thấy đỡ hơn thôi tôi xem tấm phim chụp chiếu hôm qua rồi không có vấn đề gì cả vâng cảm ơn bác sĩ du thư nam đứng dậy đi ra ngoài đi ra khỏi phòng khám của bác sĩ nhìn tống lương ngọc vẫn đứng đó thì nghiêng đầu và gọi anh đi thôi tống lương ngọc lúc này như đang nằm mơ anh không phân biệt được những điều trước mắt là thật hay giả anh chỉ biết đi theo sau du thư nam theo cô ra khỏi bệnh viện hôm đó là thứ tư buổi chiều họ đều không có lớp lên xe rồi đột nhiên không biết đi đâu hoặc là nói cái gì hai người cứ thế ngồi trên xe mỗi người nhìn về một phía ngoài cửa sổ, một con chim bồ câu bay đến đập cánh, đập vào cửa sổ làm họ giật mình. Chương 135 Tống Lương Ngọc dọn ra khỏi phòng của anh và Du Thư Nam, chuyển đến căn phòng nhỏ đối diện. Du Thư Nam ốm ngén rất nặng, bị nặng nhất vào ban đêm. Sau khi Tống Lương Ngọc nghe thấy thì ngồi dậy mặc quần áo, mang một ly nước ấm sang cho cô. Lúc nghe thấy cô đến phòng bếp, anh cũng lập tức rời khỏi giường đi đến phòng bếp, im lặng cầm lấy đồ trong tay cô, bảo cô quay về phòng đợi trước đây du thư nam thích ăn uống thanh đạm nhưng từ khi mang thai lại thích ăn cây nửa đêm tống lương ngọc ở trong bếp làm món mì xào tương dầu ớt cho cô bị sặc ho đến chảy cả nước mắt anh làm món ăn xong thì mang đến để trên bàn sau đó quay người trở về phòng mình sáng hôm sau ngủ dậy thì mang chén bát bẩn đi rửa sạch mỗi lần tống lương ngọc vào phòng du thư nam đều sẽ gõ cửa cô không bảo vào thì anh sẽ đứng đợi ngoài cửa anh từng lén đi hỏi những người khác Phụ nữ khi mang thai thì nên giữ cho cô ấy có được tâm trạng vui vẻ, không được để cô ấy tức giận. Tống Lương Ngọc cảm thấy lúc Du Thư Nam không nhìn thấy anh chính là lúc cô vui vẻ nhất, thế nên trừ những khi cô cần, còn không anh tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt cô. Không xuất hiện, nhưng tai lúc nào cũng cố gắng lắng nghe, lo lắng cô cần anh giúp đỡ. Tống Lương Ngọc nhìn thấy bụng của Du Thư Nam ngày càng lớn hơn, mặt cũng bắt đầu có dấu hiệu sưng lên, khi mang thai, cơ thể phụ nữ sẽ thay đổi rất nhiều anh cảm thấy phụ nữ mang thai không hề dễ dàng mặc dù anh rất thất vọng về cuộc hôn nhân này nhưng nhìn thấy những gì mà cô đang phải chịu đựng anh đã tha thứ tất cả những gì cô từng nói và từng làm anh nghĩ đứa trẻ được sinh ra đã là chuyện tốt rồi có một sinh mệnh nhỏ bé như vậy bên cạnh ngày tháng dần dần sẽ trở nên dễ chịu hơn cầu thang từ tầng một lên tầng hai đôi khi khá trơn trượt tống lương ngọc tìm mấy miếng thảm len cắt ra từng mảnh từng mảnh rồi đính cố định trên từng bậc thang Du thư nam ngồi trên chiếc sofa cũ trên tầng một nhìn tống lương ngọc sáng tay áo lên làm cẩn thận từng chút một tại sao không tìm người giúp việc du thư nam chợt hỏi thực ra ngoài những câu ăn cái gì đi đâu đã rất lâu rồi họ không nói gì khác với nhau tống lương ngọc còn tưởng mình nghe nhầm nhìn xung quanh một lượt du thư nam đứng dậy đi đến trước mặt anh rồi hỏi là tôi đang nói đấy không phải người nào khác đâu tôi hỏi anh Tại sao không tìm người giúp việc? Anh đang tiết kiệm tiền, sau khi con ra đời sẽ cần dùng nhiều tiền, như vậy sẽ không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên. Tôi có tiền, anh tìm người giúp việc đi. Du thư Nam đi vòng qua Tống Lương Ngọc, lên tầng lấy sổ tiết kiệm ra, sau đó đi chậm chậm xuống lầu và đặt cuốn sổ vào tay Tống Lương Ngọc, anh đi tìm người giúp việc đi. Không cần đâu. Tống Lương Ngọc đưa lại sổ tiết kiệm vào tay cô rồi nói, sau này lúc ly hôn em sẽ cần dùng đến tiền. Anh kiếm được nhiều tiền, chuyện này anh có thể giải quyết được. Ai nói sau này ly hôn? Du Thư Nam hỏi ông. Tống Lương Ngọc đứng bật dậy, anh ngồi sổng quá lâu nên lưng hơi đau mỏi. Anh nhìn cô, nhìn thật lâu, sau đó mới hỏi cô, tại sao không ly hôn? Không phải em muốn sao? Tôi không muốn đứa bé không có bố. Du Thư Nam nói như vậy, mặc dù cô không thích Tống Lương Ngọc nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng anh sẽ trở thành một người bố tốt rồi sao tống lương ngọc cao mày vì đứa bé cần có bố nên chúng ta phải tiếp tục cuộc hôn nhân tồi tệ này sao dù có ly hôn rồi anh vẫn sẽ làm một người bố tốt nếu như em muốn theo đuổi hạnh phúc của mình em cứ yên tâm mà đi anh và con sẽ không cản trở em du thư nam không phân biệt rõ rốt cuộc cô có muốn ly hôn hay không cô nhìn tống lương ngọc một lúc lâu rồi đột nhiên bật khóc đây là lần đầu tiên tống lương ngọc thấy cô khóc anh đứng ở đó mà không biết nên làm thế nào qua một lúc sau mới nói anh biết em phải chịu uất ức có một số chuyện anh giải thích rõ em cũng sẽ không nghe anh còn uất ức hơn cả em anh bước vào cuộc hôn nhân tồi tệ này có lúc nằm mơ anh cũng thấy kinh tởm chuyện ly hôn cứ nghe theo lời em em muốn ly hôn anh sẽ phối hợp với em còn nếu em không muốn ly hôn chúng ta cứ thế này mà sống với nhau em nói đúng đứa bé cần có bố và mẹ em đừng khóc nữa anh nói xong lời này lại cúi đầu tiếp tục xử lý hành lang bọn họ cứ thế trải qua những ngày tháng chẳng ấm áp gì mãi đến lúc đứa bé chào đời đó là một bé trai bác sĩ bế đứa bé ra đưa cho tống lương ngọc nhìn khuôn mặt đứa bé vẫn còn dính tí máu và có vài vết bẩn mắt nhắm tít lại trông hệt như một chú khỉ con nhưng chân mày và môi đều rất giống anh tống lương ngọc cảm thấy vết thương lòng của mình đang dần lành lại anh đứng ở lối đi trên hành lang của bệnh viện mà rơm rớm nước mắt Du thư nam viết ra rất nhiều cái tên vào sổ tay của mình cô đã tìm kiếm nhiều cái tên hay trong sách và bài hát viết hết vào đó sau đó chọn ra vài cái tên rồi hỏi xem tống lương ngọc thích cái nào tống lương ngọc xem qua rồi nói tên nào cũng được thậm chí du thư nam còn chẳng hỏi tống lương ngọc muốn đặt tên gì cho đứa bé trong lòng cô anh chẳng khác nào một công cụ anh vô ý cung cấp hạt giống cho cô rồi kết hợp với trứng của cô mà tạo ra đứa bé tống lương ngọc sớm đã quen với sự coi thường của cô Ngày đó Tống Lương Ngọc tự mình đi đăng ký hộ khẩu, cảnh sát ở chỗ làm giấy tờ hỏi anh, đứa bé tên gì? Tống Thu Hàng. Tống Thu Hàng, sinh ra vào mùa thu, sinh ra trong gia đình bố mẹ không hề yêu thương nhau, Tống Lương Ngọc cảm thấy rất có lỗi. Anh không muốn dùng những cái tên cao sang để lừa dối mình, chỉ bằng đồng ý đặt tên theo mùa vậy. Về đến nhà anh đặt cuốn hộ khẩu trước mặt Du Thư Nam rồi quay người rời đi. Du Thư Nam nhìn thấy cái tên trên sổ, đột nhiên cảm thấy trong lòng có gì đó vướng mắt. Cô ăn cơm xong thì nằm trên giường, ngực cô bắt đầu nhói đau. Đứa bé đã ngủ, mẹ cô cũng về nhà rồi, cô phải tự mình nhào nặng, vì nhào không đúng cách nên sau đó bắt đầu đau nhất. Cô Hòa khóc nức nở. Tống Lương Ngọc nghe vậy thì đi vào, nhìn thấy cô đang khóc, anh hỏi cô làm sao, cô không ngần ngại chỉ vào ngực của mình rồi bật khóc. Tống Lương Ngọc đi đến trước mặt cô nhìn thử, anh nhớ lại lời y tá nói ở bệnh viện, xoay người đi lấy nước ấm cho cô dùng. Nhưng Du Thư Nam cũng không động đến mà vẫn khóc tức tưởi. Tống Lương Ngọc kéo chiếc khăn bông của cô ra rồi hỏi, em muốn đau tiếp hay là để anh giúp em? Anh giúp tôi đi, tôi đau chịu không nổi nữa. Tống Lương Ngọc không nói gì nhiều, cuối người đỡ cơ thể đang run lẩy bẩy của Du Thư Nam lên, không biết nên đặt tay ở đâu, bất chợt không biết một nơi nào đó trong tim cô có một khoảng trống. Tống Lương Ngọc hoàn toàn không biết gì, chỉ chuyên tâm giúp cô, cổ ra sức mút mạnh hơn, bên trái xong thì đến bên phải. Xong rồi thì dùng tay xoa bóp ngực cho cô." Tống Lương Ngọc phát hiện mình không hề có ý bất cứ ý đồ xấu nào với Du Thư Nam. Trước khi cô nói ra những lời đó, Tống Lương Ngọc không dám nghĩ tới Du Thư Nam, vì mỗi khi nghĩ đến cô là anh sẽ mất bình tĩnh, chỉ muốn lên giường với cô. Nhưng kể từ khi cô nói ra những lời đó, nói mỗi lần cùng anh làm chuyện vợ chồng đều cảm thấy như bị nhục mạ, Tống Lương Ngọc đột nhiên cảm thấy chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Anh giúp Du Thư Nam xoa bóp, lại giúp cô thông sữa, nặng rất lâu. Du Thư Nam cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều. Tống Lương Ngọc bế đứa bé đang ngủ say bên cạnh cô lên xem, thì thấy chưa cần thay tả, cuối cùng quay người rời đi. Anh rửa tay súc miệng rất nghiêm túc, anh biết mình cũng có cảm giác kháng cự với Du Thư Nam. Bé con Tống Thu Hàng ngủ không ngon giấc, đến nửa đêm thì hòa khóc. Hễ khóc là không ai bế lên được ngoại trừ Du Thư Nam. Lúc này Tống Lương Ngọc cũng không rảnh tay, anh đi giặt tả, đầu tiên là giặt bằng nước ấm, sau đó khử trùng lại bằng nước sôi, giặt xong cũng đã rất khuya rồi, mọi người đều đã ngủ, anh mới đóng cửa đi ra. Cứ như vậy cho đến khi Tống Thu Hàng được hơn một tuổi. Đứa trẻ có thể là một người mẹ thay đổi. Du Thư Nam đã bớt gây gắt hơn, có khi còn ngồi nói chuyện với Tống Lương Ngọc về những chuyện vặt vảnh trong cuộc sống khi đang ăn cơm. Tống Lương Ngọc cũng đáp lời cô một cách ngắn gọn, rồi chuyên tâm ăn cơm. Từ nhỏ Tống Thu Hàng đã rất bám Du Thư Nam, có lúc nhìn thấy sự nghiêm khắc của Tống Lương Ngọc mà hòa khóc bất kể là du thư nam hay đứa bé đều giống như không cần đến anh tống lương ngọc cảm thấy bất lực anh bắt đầu về nhà rất muộn anh không muốn quay về chỗ bố mẹ nếu quay về bọn họ sẽ hỏi chuyện của anh và du thư nam mà anh lại không muốn nói cuối cùng cứ vậy mà ở lại trường đến nửa đêm dần dần có những lời đàm tiếu dù tống lương ngọc đã kết hôn rồi vẫn có không ít con gái thích thầm anh đẹp trai đầy tham vọng lại có một tương lai tươi sáng chính anh cũng không nhận ra điều này mà chỉ đắm chìm trong đau khổ cảm thấy không tìm được lối thoát buổi tối hôm đó anh trở về nhà du thư nam ngồi ở phòng khách chờ anh anh thấy hơi khó hiểu chỉ đứng ở cửa không vào mà hỏi con ngủ rồi ư ngủ rồi du thư nam nói xong thì đứng dậy đi đến trước mặt anh nói từng câu từng chữ với ông con vẫn còn nhỏ chúng ta ráng nhịn thêm chút nữa tôi biết chuyện này không dễ dàng gì nếu anh không nhịn được thì đi đến thành phố khác tìm một ai đó đừng để người quen nhìn thấy rồi chỉ trỏ, sẽ không hay đâu. Ý em là sao? Ý tôi là tôi không phản đối anh có người khác ở bên ngoài, đàn ông mà, anh chỉ cần đừng để bị người quen nhìn thấy, đừng để con bị người khác chỉ trỏ là được. Cái câu đàn ông mà của Du Thư Nam này mang theo sự mỉa mai và khinh bỉ, có lẽ ở trong lòng cô, Tống Lương Ngọc chính là một kẻ bị ổi như vậy, còn mới một tuổi mà đã không nhịn được, không kiểm soát được thân dưới của mình mà ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Tống Lương Ngọc cũng không để ý mấy lời này của cô, dù sao vốn dĩ bọn họ cũng chỉ đang trải qua những ngày tháng dưới danh nghĩa vợ chồng, cuối cùng anh gật đầu, được. Tống Lương Ngọc vòng qua Du Thư Nam đi lên lầu, sau khi nghe thấy tiếng bước chân lên lầu ở phía sau thì anh đứng sang một bên nhường Du Thư Nam đi qua, nhưng cô lại dừng lại trước mặt anh. Cầu thang chật chội, hai người đứng đối diện nhau, hai cơ thể chỉ cách nhau một cái nắm tay, Du Thư Nam cứ vậy mà nhìn anh, rồi chảy nước mắt. Là nước mắt tuổi thân. Tôi vừa tan ca đã về nhà chăm con, còn anh thì sao? ở bên ngoài lăng nhăng. Tống Lương Ngọc không ngốc, anh có thể hiểu. Cuối cùng anh cũng giải thích bằng một câu, anh không biết em đã nghe được những gì, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Anh sẽ không bao giờ ngoại tình trong hôn nhân. Chương 136 Du Thư Nam vẫn nhìn anh, cô không tin anh. Cô tiến lên một bước, dựa người vào anh, anh nói anh không có, vậy tại sao anh phải giải thích? Từ lúc Du Thư Nam có thai, Họ chưa từng làm chuyện vợ chồng. Dù thư Nam không tin anh không có người khác ở bên ngoài. Cô cũng không biết mình đang so đo điều gì nữa, tóm lại là cô rất để ý chuyện này. Tống Lương Ngọc cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng anh vẫn còn giữ lại chút lý trí sau cùng, không muốn tranh cãi mà nhẹ nhàng đáp lời cô, có lúc dùng tay, có lúc thì nhịn. Anh nói dối. Thậm chí bọn họ còn nói rất rõ các người đã ở đâu và làm những gì. Anh còn muốn gạt tôi anh nhịn lâu như vậy? Du Thư Nam chưa nói xong, tay của Tống Lương Ngọc đã đấm vào tay viện cầu thang, máu trên mu bàn tay chảy xuống, Du Thư Nam che miệng nhìn Tống Lương Ngọc đang mất kiểm soát. Anh cũng chỉ như vậy thôi, tới khi mu bàn tay đỡ đau hơn, anh lại đau khổ giải thích, giọng anh rất khẽ, nghe cứ như đang vang nài, anh xin em đấy, đừng sỉ nhục anh nữa. Du Thư Nam bước tới định nắm lấy tay anh, nhưng lại bị anh từ chối, đừng động vào anh tống lương ngọc cũng không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa anh nói ra một cách mệt mỏi du thư nam chúng ta ly hôn đi anh nghĩ kỹ rồi anh sẽ tách hộ khẩu sẽ chu cấp tất cả phí sinh hoạt cho em và tống thu hàng em cứ viết điều kiện ra chỉ cần anh có thể làm được sáng ngày kia chúng ta sẽ đi làm thủ tục du thư nam cứ như không nghe thấy cô mang nước khử trùng vết thương đến phòng tống lương ngọc đây là lần đầu tiên cô bước vào đây phòng của anh chỉ có sách và mấy bộ quần áo tống lương ngọc đang ngồi trên giường nhìn vết thương trên tay mình cô đi đến khử trùng vết thương cho anh tống lương ngọc cũng không nhúc nhích hệt như người mất hồn du thư nam vừa lau tay anh đã chợt đục lại sau đó có một giọt nước rơi lên mu bàn tay anh du thư nam ngẩng đầu lên nhìn tống lương ngọc đang khóc đây là lần thứ hai cô nhìn thấy anh khóc lần đầu chính là ngày đó là ngày cô khiến anh cảm nhận được đau khổ khi phải rời xa người mình yêu du thư nam cảm thấy bản thân quá tàn nhẫn bất kể anh đã từng làm qua chuyện gì, nhưng từ ngày kết hôn đến nay anh luôn đối xử tử tế với cô. Huống hồ bây giờ họ còn có con rồi, Tống Thu Hàng thông minh, cả diện mạo và tài năng đều giống y như anh. Anh là một người bố tốt như vậy, luôn toàn tâm toàn ý trong việc chăm sóc con cái, không hề cảm thấy cực khổ. Chồng của các nữ giáo viên khác trong trường đều không được như Tống Lương Ngọc. Cô sờ mặt anh rồi hôn anh, Tống Lương Ngọc xoay đầu né tránh, dù thư nam, anh không còn cảm xúc gì với em nữa rồi anh tha thứ cho những lời cô từng nói giữa bọn họ có hiểu lầm không thể nào làm rõ cho dù đích thân du quốc thái giải thích thì du thư nam cũng sẽ không tin cô không tin anh không trách cô nhưng anh vẫn nhớ như in câu cô nói mỗi lần cô cùng anh làm chuyện vợ chồng đều cảm thấy kinh tởm câu nói đó khiến mối quan hệ của họ trở nên lạnh nhạt tống lương ngọc cũng được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ học giỏi nhất trường anh thông thạo máy móc và giỏi cả văn chương luôn nỗ lực trong công việc được các lãnh đạo đánh giá cao thậm chí anh còn đang phấn đấu để được cử đi mỹ mặc dù từ đây đến đó còn rất lâu thật ra người như anh cũng có niềm kiêu ngạo của mình nhưng kiêu ngạo của anh đã bị du thư nam phá vỡ không còn kiêu ngạo anh chỉ như một chú cúng con đáng thương tống lương ngọc không muốn như vậy anh muốn sống thật thể diện anh đẩy du thư nam ra đứng lên rồi cách xa cô hai bước chân xin em đừng như vậy nữa anh không đồng ý cũng không thích đáng lẽ chuyện đó giữa chúng ta phải rất tốt đẹp nhưng thực chất lại giống như động vật đang giao phối không hề có lấy một chút tình cảm nào anh hiểu em làm như vậy là vì em muốn cho con một gia đình đầy đủ nhưng anh đã kiên quyết ly hôn rồi xin lỗi em anh đi ra đến cửa đứng ở đó mời du thư nam đi ra du thư nam cũng đi tìm viện binh lần đầu tiên cô một mình đi đến nhà chồng còn dẫn theo tống thu hàng tống thu hàng phát triển sớm hơn một tuổi đã có thể nói rất nhiều cứ ôm hôn ông bà nội không ngừng Chốc lát lại bảo yêu ông nội, thoát cái lại bảo yêu bà nội, hai ông bà cũng thích đứa trẻ này đến nỗi ôm không muốn buông tay. Tống Lương Ngọc có người phụ nữ khác bên ngoài rồi, anh ấy muốn ly hôn với con. Du Thư Nam đột nhiên nói. Ông nội đang ôm đứa trẻ đột nhiên khựng lại, nói với vẻ mặt kinh ngạc, "Lương Ngọc sao? Không thể nào, tính tình thằng bé Lương Ngọc này rất tốt. Bên ngoài đồn ầm ý cả lên rồi à?" Du Thư Nam nói, "Anh ấy muốn ly hôn, còn không có ý kiến gì." con chỉ có một điều kiện ly hôn rồi đứa trẻ sẽ thuộc về con không ai được phép thăm du thư nam bế tống thu hàng lên đi ra khỏi cửa cô không hiểu sao mình lại không đồng ý ly hôn với tống lương ngọc cô luôn cảm thấy là vì cô muốn cho đứa trẻ có được một gia đình đầy đủ nhưng khi cô bình tĩnh lại đều là nghĩ đến điểm tốt của tống lương ngọc không phải tống lương ngọc đối xử tốt với con mà là luôn đối xử tốt với cô cô luôn nghĩ đến cảnh đó buổi sáng ngày đầu tiên bọn họ kết hôn ở căn bếp đó tống lương ngọc bước vào kéo cô đứng sang một bên nấu cơm cho cô trước mắt biết bao người tìm đến bố mẹ chồng đúng là có tác dụng từ đó tống lương ngọc không nhắc đến chuyện ly hôn nữa du thư nam cũng không nhắc đến chuyện xấu mà tống lương ngọc đã làm du thư nam làm giáo viên ở trường đại học ban đầu cô chỉ có thể được xem như gia sư sau đó lấy chứng chỉ rồi mới đủ tư cách bắt đầu chính thức dạy học cô dạy văn học phương tây ban đầu cô không thông thạo văn học phương tây chỉ được xem là khá hơn những giáo viên khác một chút một số sách tiếng anh cô đọc không hiểu còn phải nhờ đến tống lương ngọc tống lương ngọc giỏi tiếng anh lại có kinh nghiệm phiên dịch nhiều năm tống thu hàng đến 2 tuổi thì không thức dậy vào ban đêm nữa du thư nam mang sách đến phòng của tống lương ngọc mỗi người đều tự ngồi trên bàn làm việc tống lương ngọc nhờ bạn từ mỹ mang về mấy cuốn sách tiếng anh về thị trường chứng khoán mày mò tỉ mỉ xem các biểu đồ trên đó vì rất khó hiểu nên anh đọc phải gặm nhấm từng tí một du thư nam thì đọc sách tiếng anh căn bản Đọc không hiểu thì đẩy sách đến trước mặt anh, dùng bút chỉ vào chỗ mà cô không hiểu, Tống Lương Ngọc nhìn rồi giải thích tỉ mỉ cho cô nghe. Đợi đến 11 giờ rưỡi, Du Thư Nam mới đóng sách lại đi về phòng, tự đi ngủ. Lúc 3 tuổi, Tống Thu Hàng bị một trận bệnh nặng, sốt rất cao không giảm. Từ lúc sinh ra Tống Thu Hàng chưa từng bị bệnh, bác sĩ cho thuốc về uống và theo dõi tại nhà. Du Thư Nam dựa vào tường bế lấy đứa bé, không dám chập mắt dù chỉ một giây tống lương ngọc ngồi bên cạnh không ngừng dùng khăn lau trán cho đứa bé đỡ sốt nhiệt độ cơ thể giảm xuống một lát sau lại nóng lên lại dù thư nam gục xuống ôm tống thu hàng rồi khóc không ngừng tống lương ngọc bên cạnh sửng sốt rồi vỗ vai cô nếu nặng thì bác sĩ đã giữ lại cho nằm viện rồi nếu đã cho chúng ta mang về nhà theo dõi thì nhiệt độ tăng lên hạ xuống suốt như thế cũng chỉ là quá trình của cơn sốt thôi chúng ta cứ kiên nhẫn đợi thêm đi anh như vậy cũng không có tác dụng gì dù thư nam vẫn khóc đôi vai gầy run lên bất lực Tống Lương Ngọc đặt tay lên vai cô, qua một hồi, cuối cùng cũng ngồi xuống giường, tay khẽ dùng sức ôm lấy cô. Du Thư Nam không kháng cự, cô bật khóc trong vòng tay anh, trong lòng cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, cô dụi mặt vào áo anh lau nước mắt, mũi vẫn tắt nghẹt, Tống Lương Ngọc thở dài quay người đi rút một ít giấy nhẹ nhàng lau nước mũi cho cô. Sau đó bế đứa bé đặt lên giường, em cứ bế con mãi cũng không có tác dụng gì đâu, em cứ ngủ đi, để anh trông cho. Anh kéo một chiếc ghế nhỏ đến ngồi bên giường, du thư nam nhìn anh cảm thấy người này sao cả đời cứ cứng nhắc như vậy cuối cùng kéo tống thu hàng vào bên trong rồi nằm nép vào chỉ sang một bên giường nói anh cũng nằm đi ngồi sẽ mệt đấy thô lên đi tống thu hàng bệnh suốt ba ngày họ cũng thức suốt ba ngày đến ngày thứ tư cũng đỡ hơn một chút họ dẫn tống thu hàng đến nhà bà nội ăn cơm ăn cơm xong thì thằng bé không chịu đi cứ đòi ngủ lại với bà nội hai người cũng không còn cách nào khác đành phải để đứa nhỏ lại đó rồi đi về nhà vào đến nhà ai nấy đều tự đi tắm rửa tống lương ngọc lại ngồi vào bàn đọc sách du thư nam cũng ôm sách qua cô nghiêm túc đọc nhưng mấy ngày nay thực sự quá mệt đọc được một tí là mắt cứ nhắm tiếc lại sau đó ngủ thiếp luôn trên bàn tống lương ngọc ngẩng đầu lên từ trong mớ sách thì thấy cô đã ngủ anh nhẹ nhàng vỗ vai đánh thức cô để cô về phòng ngủ lúc đầu cô ngã qua một bên như sắp ngã tống lương ngọc lao tới đỡ cô khuôn mặt của du thư nam rất mềm mại dính vào lòng bàn tay của tống lương ngọc làm anh nhớ đến lúc họ mới kết hôn anh thường ôm mặt cô hôn không ngừng lúc đó anh thật sự rất yêu cô lúc này đôi mắt du thư nam hơi hé ra nhìn tống lương ngọc ánh mắt lúc này của cô dịu dàng hơn bất cứ lúc nào thấy cô tỉnh dậy tống lương ngọc muốn rút lại tay nhưng tay cô đã giữ chặt lấy anh sau đấy từng giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay anh tuyến phòng thủ trong trái tim tống lương ngọc hoàn toàn sụp đổ lần đầu tiên trong bốn năm qua anh chủ động tiếp cận du thư nam môi anh đặt lên trán cô, sau đó là môi, không dám tiến xa hơn nữa. Du Thư Nam ôm lấy mặt anh, vừa khóc vừa hôn anh. Lần này Tống Lương Ngọc không né tránh, anh hơi rời khỏi môi của cô, thì thầm, nếu em cảm thấy bị sỉ nhục. Tim Du Thư Nam như bị đâm một nhát thật mạnh, nức nở lắc đầu, không, là tự em muốn. Du Thư Nam giống như một đứa trẻ, rõ ràng đã làm mẹ rồi, nhưng tâm trí vẫn còn non nớt. Ngay khoảnh khắc ấy, cô không rõ tại sao mình không yêu anh mà còn muốn làm chuyện đó với anh chắc chắn là vì cơ thể bà đã trống vắng quá lâu rồi đêm hôm đó cả hai người đều điên cuồng dù thư nam ôm lấy tống lương ngọc không buông cô cảm thấy mình với anh giống như đã rất lâu rồi không gặp cô rất nhớ hơi ấm của anh rồi kể từ đêm hôm đó cô thường xuyên đến tìm anh cùng anh trải qua một đợt nồng cháy sau đó nằm trong lòng anh một lúc rồi mới trở về phòng tới khi trời sáng lại trở về thái độ bình thường Người ngoài không nhìn ra được rốt cuộc họ có yêu nhau hay không. Chính họ cũng không biết rõ. Giống như một cơn gió thổi vào lòng bàn tay, dù có thế nào cũng không níu giữ được. Chương 137. Cuộc sống trôi qua bình đạm như vậy, không gặp phải sóng gió gì. Chuyện Tống Lương Ngọc đi Mỹ cũng đã có quyết định, anh hỏi Du Thư Nam thấy thế nào, nhưng cô không có ý kiến gì, chỉ nói Nam nhi chí hướng cao xa, nếu anh muốn đi thì cứ đi. Nhưng một năm anh chỉ có thể về một lần thôi hoặc là mùa hè, hoặc là mùa đông. Vậy anh cứ việc đi đi. Tống Lương Ngọc có bạn từng đi Mỹ, đối phương nói với anh trước khi đi vợ cũng cằn nhằn long trời lỡ đất, lo lắng khoảng cách sẽ khiến cuộc hôn nhân của hai người rạn nứt. Em không lo lắng gì hết, à Tống Lương Ngọc hỏi cô. Lo lắng cái gì? Lo lắng anh ở Mỹ không giữ mình. Vậy thì anh cứ không giữ mình đi. Du Thư Nam đang nói đùa thôi, ngẩng đầu lên thấy Tống Lương Ngọc đang mím môi tống lương ngọc tưởng cô nói thật em chỉ đùa thôi mà có người nói hôn nhân giống như một con tàu phải có người cầm lái nếu không con tàu không biết sẽ đi về đâu tống lương ngọc biết rằng du thư nam không thèm làm người cầm lái điều cô muốn chỉ là con thuyền sẽ không chìm thôi du thư nam đã dồn hết tất cả tình yêu cho tiểu thu hàng tiểu thu hàng cũng rất yêu cô trong gia đình này tống lương ngọc chỉ phụ trách lái thuyền có lúc thậm chí anh còn cho rằng có anh hay không cũng không quan trọng cho dù đổi một người khác cầm lái Dù Thư Nam và Tiểu Thu Hàng cũng chẳng hề để ý Tống Lương Ngọc cảm thấy Có lẽ hôn nhân của họ chỉ như vậy Hoặc có lẽ hôn nhân của rất nhiều người khác cũng thế này Tình yêu giữa hai vợ chồng Không còn sâu sắc nữa Thậm chí vốn dĩ còn không có tình yêu Đứa còn thông minh đáng yêu chính Là sợi dây duy nhất để duy trì mối quan hệ Đôi bên đều có bạn bè Nhưng không tiếp xúc nhiều với nhau Nếu như một trong hai người có ai đó qua đời Người còn lại có khi cũng chẳng nhung nhớ gì chỉ là trong lòng họ vẫn âm thầm hy vọng đối phương đừng mất trong sáu tháng trước khi đi anh vô cùng bận rộn anh sắp xếp mọi việc ở nhà đâu vào đấy du thư nam không biết nấu ăn công việc cũng không nhàn hạ nhiệm vụ đầu tiên là nhờ người tìm một người giúp việc đáng tin cậy du thư nam không biết lái xe đi lại bất tiện anh đã đăng ký cho cô một lớp học lái xe còn đổi một chiếc ô tô tương đối tốt sau này tiểu thu hàng cũng sẽ sang mỹ phải học tiếng anh từ nhỏ anh sẽ bảo đàn em ở trường đích thân dạy cho Thu Hàng, tiết kiệm được một số tiền cho Du Thư Nam, để cô lấy nó mà dùng. Sau đó anh lại đổi một căn nhà, là căn ở rì thành phố, là khu biệt thự đàng hoàng đầu tiên ở Xuân Thành. Làm xong tất cả những chuyện này dường như đã hao phí gần hết số tiền dành dụng của anh, nhưng chẳng sao cả, sau khi đến Mỹ, anh có thể kiếm thêm việc làm. Người bạn đã định cư bên đó nói với anh công việc môi giới nhà đất cũng là một sự lựa chọn tốt du thư nam nhìn tống lương ngọc ngày nào cũng bôn ba tảng băng lạnh giá trong lòng cũng bắt đầu tan ra sau một hôm hoa n ái cô đột nhiên nói với anh anh có thể đừng đi nữa không tống lương ngọc ngơ ngác tại chỗ anh nhìn cô nhưng cô chỉ nói mỗi câu này đã quay người đi ngủ thời điểm ấy hai người không chia phòng ngủ vào buổi tối nữa dù thư nam nói thu hàng đã lớn rồi có thể ngủ một mình hơn nữa cậu nhóc cũng đã hiểu chuyện nếu nhìn thấy bố mẹ không ngủ cùng nhau trong lòng sẽ nghi ngờ cô muốn thu hàng cảm thấy bố mẹ mình rất yêu thương nhau tống lương ngọc không hề tán đồng hai chữ cảm thấy này chuyện yêu thương nhau không phải cứ giả vờ là được nhưng du thư nam đang thay đổi từng ngày cô bắt đầu quan tâm đến việc ăn uống ngủ nghỉ của anh cũng biết quan tâm đến cảm xúc của anh thậm chí có mấy lần vào ngày nghỉ cô đã gửi thu hàng về nhà nội rồi kéo anh lái xe đi dạo vòng vòng với mình khiến anh có cảm giác kiên trì đến một ngày mây tan trăng sáng ló dạng vậy du thư nam đã phá vỡ sự cân bằng giả dối yếu ớt mong manh giữa hai người có một ngày sau khi tan làm cô gặp lại người yêu cũ ở khuôn viên trường anh ta đứng trước cổng trường đợi cô giống như mọi lần trước đây anh ta hỏi cô em sống có tốt không tốt lắm còn anh thì sao đã kết hôn chưa anh vẫn chưa những năm này anh đã đi đâu nhật bản em có muốn đi cùng anh không đi đến đâu đến đâu cũng được nhưng em đã có con có gia đình rồi anh có thể đợi em ly hôn anh sẽ yêu thương con của em cả đời này chúng ta không cần sinh con nữa nuôi dưỡng nó cho thật tốt du thư nam gật đầu cán cân trong lòng cô đang nghiêng ngã nghĩ đến mối tình nồng cháy trước đây đó là điều mà tống lương ngọc không thể cho cô tống lương ngọc không phải là một người yêu nồng cháy tới tận bây giờ du thư nam vẫn không hiểu cô cho rằng chàng thiếu niên đánh nhau vì cô đứng dưới ký túc xá hát cho cô nghe hôn cô trên con đường tối tăm là tình yêu cháy bỏng nhưng lại không hiểu rằng vẫn có một loại tình yêu cháy bỏng khác chính là ngày ngày chăm sóc cô khoan dung cô sự chân thành đó dù có bị tổn thương cũng không hề phai nhạt cô luôn là một cô gái ngoan chưa bao giờ làm điều gì quá giới hạn đột nhiên cô nảy ra suy nghĩ nghĩ rằng cứ tùy hứng như vậy chỉ lần này thôi mặc cho hậu quả có ra sao cô và anh ta đứng đó nói chuyện xe của Tống Lương Ngọc đổ cách đó không xa. Hôm ấy anh có việc nên không báo trước đã đến đón cô. Tình cảm ngấm ngầm chịu đựng giữa cô và anh ta đã lọt vào mắt Tống Lương Ngọc. Cuối cùng anh lái xe bỏ đi. Vài hôm sau, lúc Tống Lương Ngọc tan làm, về nhà không thấy Du Thư Nam đâu. Anh tới tủ quần áo nhìn thử, không thấy vali đâu, quần áo cũng mất mấy bộ. Anh gọi cho mẹ vợ, mẹ vợ nói Du Thư Nam đã đưa thu hàng về nhà ngoại nhờ bà ấy chăm sóc ít hôm. Tống Lương Ngọc nói cảm ơn rồi ngắt điện thoại, sau đó nhìn thấy có một tờ giấy được kẹp trong cuốn sách nằm cạnh điện thoại, trên giấy viết, em muốn ly hôn, qua vài ngày nữa chúng ta nói tiếp. Tống Lương Ngọc đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Đã thập niên 90 rồi mà vẫn có phụ nữ tri thức lựa chọn bỏ trốn theo đàn ông ư, em cứ nói chuyện với anh cho tử tế, chẳng lẽ anh sẽ không để em đi chắc? Không lẽ trong đầu Du Thư Nam chỉ chứa toàn xích thôi sao? Suy nghĩ này vừa lóe lên, trái tim anh bất chợt trở nên trống rỗng. Con tàu này cuối cùng cũng đã chìm, hoặc có lẽ vẫn chưa chìm, chỉ là Du thư Nam đã đổi một người cầm lái khác. Tống Lương Ngọc sống hơn 30 năm chỉ có một cuộc tình như thế, anh chỉ yêu một cô gái như thế, đến lúc này anh mới hiểu, một cô gái không yêu mình thì dù có ấp ủ thế nào, trái tim của cô ấy cũng không thể ấm lên được. Anh ra ngoài mua vài bao thuốc lá, trước giờ anh không hề hút thuốc, hôm đó anh bỗng dưng muốn hút một điếu. Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cứ hút hết điếu này tới điếu khác, anh đọc sách, không ăn không uống cũng không ngủ. Từng giây từng phút trôi qua, trái tim anh dần trở nên chai sạn. Đã hai ngày rồi. Buổi tối hôm đó, ngoài sân vang lên tiếng mở cửa có két, sau đó là tiếng mở khóa cửa. Dù thư nam kéo chiếc vali đứng dưới ánh hoàng hôn, trong cô như thể đã trải qua một chặng đường dài bôn ba, hơi thở gấp gáp hồng hộc. Tống Lương Ngọc không đứng dậy, anh cứ ngồi như vậy nhìn cô, ánh mắt của anh vô cùng bình tĩnh. Tống Lương Ngọc thầm nghĩ, rốt cuộc mình yêu điều gì ở cô ấy? cô ấy có gì đáng để yêu chứ anh không nói gì đợi cô nói ra điều kiện ly hôn tống lương ngọc đã nghĩ xong xuôi cả rồi nếu cô không ngoại tình chỉ đơn thuần muốn ly hôn vậy cô muốn quyền nuôi con thì anh sẽ đồng ý nhưng cô đã ngoại tình tống lương ngọc nhất quyết không đồng ý giao con trai cho cô con trẻ vô tội anh sẽ không cho phép con trai mình gọi người khác là bố sống nơm nớp lo sợ dưới ánh mắt và sự quản thúc của người khác em về rồi du thư nam nói cô đứng trước mặt tống lương ngọc nhìn dáng vẻ râu ri xồm xoàm, quần áo sọc sạch của Tống Lương Ngọc, cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt. Khi cô kéo hành lý lên xe lửa rời khỏi thành phố này, trái tim của cô đã vô cùng đau đớn. Cô phát hiện mình không thể rời xa Tống Lương Ngọc, không phải vì anh là bố của con trai cô, mà vì anh là chồng cô, bởi vì trong khoảng thời gian sống bên nhau này, cô đã yêu anh mất rồi. Tống Lương Ngọc im lặng hút hết điếu thuốc trong tay, anh nhìn Du Thư Nam đang đứng khóc trước mặt mình, lần này anh không hề đau lòng, chỉ thấy chán ghét. Em mong anh tin em, hai ngày nay bọn em không hề làm gì vượt giới hạn cả, bọn em không làm gì cả. Du Thư Nam khóc lóc giải thích với Tống Lương Ngọc. Tống Lương Ngọc nghe thấy câu này, đột nhiên bật cười thành tiếng, sau đó gật đầu, "Ừm, tốt lắm." Rốt cuộc cái gì tốt lắm thì anh cũng không nói rõ. Thời điểm Du Thư Nam chọn nói ra lời này đúng là tốt quá, bây giờ ly hôn nữa không? "Em xin lỗi, em không muốn ly hôn. Người muốn ly hôn là em." không muốn ly hôn cũng là em xin lỗi lần này không do em quyết định nữa đâu tống lương ngọc đứng lên đi ra ngoài du thư nam vội nắm chặt tay anh lương ngọc anh nghe em nói đã bọn em thật sự không làm gì cả bà gọi ông là lương ngọc đúng là chói tai mẹ nói chứ vậy thì giờ tôi ra ngoài tìm cô gái nào đó rồi ở với người ta vài hôm sau đó quay về nói với cô là chúng tôi không làm chuyện gì cả cô tin không vành mắt tống lương ngọc đỏ ửng cô cắm sừng tôi còn tưởng tôi là thằng ngu chắc thật ghê tởm du thư nam cô đúng là tồi tệ chuyện mà tôi hối hận nhất trên đời này chính là cưới cô anh kéo cô ra ngoài bây giờ ly hôn ngay anh đừng như thế mà du thư nam chắn ở cửa đẩy anh vào nhà đừng làm vậy mà em không muốn ly hôn bởi vì em yêu anh thời điểm du thư nam chọn để nói lời yêu cũng thật buồn cười nhưng lại khiến tống lương ngọc ngơ ngác Cô nói cô yêu anh, cho dù đó chỉ là lời nói dối, cũng là lời nói yêu anh dối trá đầu tiên. Cô đẩy anh lên ghế sofa rồi ngồi xuống trước mặt anh, đặt tay lên đầu gối anh, cầu mong anh tha thứ, anh có thể tha thứ cho em không? Sao tôi có thể tha thứ cho cô? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Trong lòng Tống Lương Ngọc lặp đi lặp lại câu này, anh cứ cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong tim, không nén xuống được cũng không khiến nó trồi lên được, khiến anh phải nghẹn chết tôi tha thứ cho cô anh cầm tay cô để sang một bên mỉm cười hỏi cô thỏa mãn chưa thằng đó là sinh viên khoa thể dục chắc cô sướng đủ rồi chứ gì có tránh thai không nếu cô có con của nó thì bắt tôi nuôi lần sau các người định chừng nào đi đây trước đây anh sẽ không bao giờ nói những lời cay nghiệt như vậy anh tự hỏi lòng mình anh có khắc nghiệt không có tàn ác không hay là người tốt thì sẽ bị ức hiếp bọn em không có du thư nam biết bản thân có nói gì cũng không rửa sạch được mãi mãi cũng không thể nào rửa sạch được cô không biết tại sao mình lại bỏ đi có lẽ năm đó bị chia cắt khiến lòng cô không cam tâm cứ muốn rời đi một lần như thế mới chịu buông bỏ chấp niệm có hay không tôi không quan tâm nếu cô mang thai thì nhớ phá đi nghe nói thằng đó ở nhật sống không ra gì chắc chẳng có tiền đâu cho cô phá thai chứ đừng nói gì đến tiền nuôi con không sao tôi có à đúng rồi cô cũng có mà cô du đây con nhà khuê cát từ nhỏ chưa từng chịu khổ bố mẹ đã từng cho cô biết bao nhiêu là tiền vậy thì cô còn quay về làm gì nữa tiền bố mẹ cô cho không đủ tiêu à du thư nam khóc càng lớn hơn cô nắm chặt tay anh lương ngọc anh đừng như vậy em cầu xin anh bọn em thật sự không làm gì cả cô vốn không hiểu tống lương ngọc quan tâm điều gì cô cho rằng tống lương ngọc chỉ để ý đến chuyện cô có quan hệ với người đó hay không tất nhiên không phải điều mà tống lương ngọc quan tâm là cô đã quay lại với người kia cô ôm quần áo bỏ trốn cùng người đàn ông khác không hề có một chút do dự nào cô đã vứt hết tất cả tâm huyết bao lâu nay của anh cho chó ăn hết rồi cô có thể đừng khóc nữa được không cô khóc như vậy cứ như người bỏ trốn là tôi chứ không phải cô ấy thấy cô khóc như vậy lúc này tống lương ngọc đã thấy chán ghét cô học hành nhiều như thế nhưng lễ nghĩa liêm sĩ lại không học được thậm chí bây giờ đi nói với thầy du con gái thầy đáng khinh đến nhường nào cũng khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Anh đứng dậy kéo vali đã xếp sẵn đồ đạc xuống lầu, đứng trước mặt du thư nam, ngày kia tôi phải bay rồi, nếu bây giờ cô không muốn ly hôn thì đợi tới khi nào muốn đi. Tới lúc đó cứ nói với tôi, tôi sẽ quay về một chuyến. Anh bước ra ngoài, anh không muốn ở lại với Du Thư Nam thêm một giây phút nào nữa. Câu nói anh có thể đừng đi được không của Du Thư Nam đêm hôm đó vốn đã khiến anh dao động, nhưng giờ đây trái tim của anh đã hoàn toàn chết lặng. Đó là vào những năm của thập niên 90. Đường phố không còn những bóng người toàn mặc đồ đen, xám hay trắng như ngày trước nữa. Tống Lương Ngọc ngồi bên đường nhìn những cô gái mặc váy hoa lướt qua, họ vô cùng xinh đẹp và tươi tắn. Nhưng lạ thay, nhiều năm như vậy rồi, thế mà ông vẫn không yêu thêm người nào. Mỗi một người trong số họ, ai cũng tốt hơn Du Thư Nam. Thậm chí Tống Lương Ngọc còn định trả thù Du Thư Nam có nhiều cô gái thích anh như vậy anh cứ chọn cô gái tốt nhất vừa ý nhất người ta thích anh anh cũng thích lại người ta thì tốt biết mấy nhưng anh không thể làm như vậy anh không thể trở nên ghê tởm giống du thư nam được anh ngồi trên phố rất lâu sau đó thuê một khách sạn vào nghỉ tạm ngày sắp rời đi anh đến trường tiểu học của tống thu hàng thăm cậu nhóc tống thu hàng đã hết tiếc đang vui đùa cùng các bạn cậu nhóc chạy trên sân tập thể dục gương mặt vô cùng vui vẻ tống lương ngọc ngắm nhìn rất lâu mới lớn tiếng gọi cậu lại tiểu thu hàng chạy đến trước mặt anh gọi anh cách tắm lưới sắt bố ơi bố tống lương ngọc đáp lại con trai nước mắt không cầm được mà rơi xuống anh ngồi xổm xuống luồn tay vào lưới sắt nắm lấy tay tống thu hàng thu hàng à bố phải đi rồi những gì trước đây bố nói với con con đã nhớ kỹ chưa tống lương ngọc dùng tay còn lại lau nước mắt tống thu hàng hòa lên bật khóc bố ơi còn nhớ rồi khi nào bố về ạ à? trái tim của tống lương ngọc tự như bị bỏ vào chảo dầu nóng rồi chiên lên nước mắt nước mũi đều chảy hết cả ra trông vô cùng khó coi cuộc sống hỗn độn và tồi tệ đã đánh gục anh thậm chí khiến anh không thể giữ được thể diện trước mặt con cái lúc này chuông vào học vang lên tống thu hàng phải về lớp học tiếp ngón tay của tống lương ngọc móc vào tay của tống thu hàng không nở buông ra anh vội vàng dặn dò con trai còn nghe bố nói sớm muộn gì bố cũng đưa con theo Bố sẽ cố gắng, con phải nghe lời mẹ, nếu mẹ muốn đưa con đi gặp một chú nào đó, con có thể không đi. Còn nếu mẹ nhất quyết bắt con phải đi, con phải nói với ông bà nội, được không? Vâng ạ, à, Tống Thu Hàng không thể ngừng khóc, cuối cùng Tống Lương Ngọc cũng buông tay cậu nhóc ra, đi đi, vào lớp muộn cô giáo sẽ phê bình con đấy. Tống Thu Hàng quyến luyến lau nước mắt, đi được một bước là lại quay đầu nhìn ba mình. Bóng dáng nhỏ bé của cậu nhóc chính là hồi ức ấm áp nhất ở những năm 90 của Tống Lương Ngọc những thứ khác tất cả tình yêu và những điều tốt đẹp đều bị anh chôn vùi hết hoặc có lẽ vốn dĩ tình yêu và những điều tốt đẹp ấy chưa từng xuất hiện chỉ là mơ tưởng thôi những ngày tháng sau khi đến mỹ vô cùng bận rộn ban đầu anh sống trong một căn hộ của người hoa một căn hộ hiếm hoi và cũ củ nát của người hoa hàng ngày anh chỉ đến công ty và trường học chỉ sau khi ra nước ngoài anh mới biết các cuộc gọi ngoại quốc đắt đỏ như thế nào thế là cứ cách ba ngày một lần vào thời gian cố định anh sẽ gọi về cho bố mẹ, nhưng anh chưa từng gọi cho Du Thư Nam lần nào. Chương 138 Khi ấy, mỗi ngày sau khi tan làm, Du Thư Nam đều sẽ đưa con đến nhà ông bà nội, giúp mẹ chồng nấu cơm, dựng tay lên nghe điện thoại. Khi điện thoại đổ chuông, trái tim của cô cũng nảy lên theo tiếng chuông, Tống Lương Ngọc tán gẫu với bố mẹ mấy câu, sau đó nói chuyện với Tống Thu Hàng, hỏi thăm cậu nhóc học hành thế nào, có lúc sẽ nói tiếng Anh với cậu nhóc, sau đó giúp cậu nhóc chỉ ra vấn đề của mình du thư nam đứng bên cạnh lắng nghe tống lương ngọc nói chuyện anh vẫn như thế không gấp gáp không ồn ào khi có cô ở đó lúc anh nói chuyện với tống thu hàng xong bố mẹ chồng sẽ bảo thư nam cũng ở đây hai đứa nói chuyện đi tống lương ngọc không muốn bố mẹ nhìn ra vấn đề của hai người nên đồng ý nghe máy du thư nam nhận lấy điện thoại ông bà nội sẽ đưa tống thu hàng ra ngoài để cho họ có cơ hội trò chuyện riêng nhưng trước nay tống lương ngọc không hề nói chuyện lúc nào anh cũng im lặng một hồi sau đó nói, tôi còn có việc, cúp trước đây. Tống Lương Ngọc. Cuối cùng Du Thư Nam cũng lấy hết can đảm gọi anh, lúc nãy anh vừa ho, anh ốm rồi sao? Không. Nếu anh ốm thì nhớ phải uống thuốc đấy nhé. Ừ, cảm ơn. Du Thư Nam muốn nói với anh nhiều hơn, nhưng lại lo chi phí gọi điện ra nước ngoài đắt đỏ, anh chi trả khó khăn. Cô nghe người khác nói những người mới tới nước ngoài sống cực khổ lắm, cô đã mở nghiệp vụ gọi điện thoại đường dài cho nhà mình sau đó tính toán thời gian gọi cho anh nhưng cứ mỗi khi đặt tay lên điện thoại cô lại chẳng dám gọi cô biết mình đã phá hỏng tất cả hai ngày ấy chắc chắn sẽ trở thành dằm trong tim tống lương ngọc không thể nào lấy ra được có một ngày sau khi tan làm cuối cùng cô cũng gọi điện thoại đầu dây bên kia nhấc máy cô nghe thấy tống lương ngọc nói hello âm giọng rất ấm áp là em du thư nam đây tống lương ngọc nghe ra anh không ngờ rằng du thư nam sẽ chủ động gọi cho mình thế là anh hỏi cô có chuyện gì sao có chuyện gì thu hàng thi được nhất lớp hôm qua ở nhà ông bà nội tống thu hàng đã nói chuyện này rồi nhưng du thư nam không biết nên nói gì với anh chỉ đành nhắc lại nó rất thông minh bà nội còn nói nó có năng khiếu giống anh tống lương ngọc im lặng hồi lâu mới lên tiếng du thư nam cô còn chuyện gì khác không cứ nói thẳng đi cuộc gọi quốc tế không rẻ đâu. Cô muốn nói chuyện ly hôn với tôi sao? Cô muốn xử lý ngày nào, cứ báo thời gian cho tôi là được. Em không có chuyện gì khác, gọi cho anh chỉ muốn nói với anh, em nhớ anh. Du Thư Nam nói xong thì nhẹ nhàng tắt máy, sau đó lặng lẽ bật khóc. Cô cảm thấy cả đời này cô sẽ không bao giờ được Tống Lương Ngọc tha thứ, cô nói chính cô cũng không biết bản thân bị làm sao nữa. Cô muốn được nói thêm vài câu với Tống Lương Ngọc, nhưng tống lương ngọc không thèm để ý đến cô hôm sau cô vẫn tiếp tục gọi điện thoại cho anh chuông đổ rất lâu thì tống lương ngọc mới chịu nhấc máy du thư nam nói với anh hôm nay có tuyết đầu mùa thu hàng đã viết tên anh trên nền tuyết đấy tống lương ngọc không hiểu tại sao du thư nam lại cố tình làm vậy bỗng chốc anh không biết nên trả lời thế nào còn cô cô nhẹ giọng hỏi anh bao giờ anh về trước đây anh nói mùa đông sẽ về một lần cơ mà mùa đông đến rồi Năm nay tôi không về nữa. Tống Lương Ngọc vừa mới đến Mỹ, vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm, khó khăn lắm mới đứng vững được một chút, anh không muốn để lỡ mất cơ hội. Em có thể xin visa đến thăm anh không? Không cần đâu, cô đến đây tôi cũng không có thời gian bên cạnh cô. Tống Lương Ngọc không muốn gặp Du Thư Nam. Du Thư Nam trong lòng anh cũng biến thành một ấn tượng mơ hồ, dường như anh còn chẳng nhớ được hình dáng của cô nữa. Cuộc hôn nhân của họ đã đi đến bước đường này cũng không cần thiết phải níu kéo làm gì đợi tôi về chúng ta ly hôn đi tống lương ngọc bình tĩnh nói với cô đừng nói không ly hôn là vì tốt cho con để con sống trong một gia đình bất thường như vậy sẽ càng làm nó tổn thương nhiều hơn thôi nếu anh đã nhất quyết như vậy thì được thôi những ngày này du thư nam cũng hiểu ra rất nhiều chuyện cô biết tống lương ngọc sẽ không yêu cô nữa chính cô là người đã phá nát mọi thứ tống lương ngọc có tương lai rộng mở phía trước anh là một người dù có ở bất kỳ đâu cũng xuất sắc như vậy anh xứng đáng có một cô gái tốt hơn một cô gái mà ngay từ lúc bắt đầu đã yêu thương thân mật với anh du thư nam nén nước mắt giọng nói của cô qua ống nghe như tiếng thở dài khe khẽ vậy khi nào thì anh quay về năm sau được rồi một cuộc hôn nhân đi đến hồi kết có lẽ chính là như thế này sẽ luôn có một người phải gánh chịu hậu quả cho hành động của chính mình du thư nam biết cô nên gánh chịu tất cả những điều này lần tới đưa tống thu hàng qua nhà nội lúc đợi điện thoại cô sẽ không đứng bên cạnh nữa cho dù cô rất nhớ tống lương ngọc muốn được nghe giọng nói của anh nhưng cô biết cô phải buông tay thôi kể từ lúc đó du thư nam đã thực sự trưởng thành cô bất chợt nhận ra trước đây bản thân mình ích kỷ tùy tiện và quá quắt đến nhường nào cuối cùng cô cũng hiểu cho tống lương ngọc người như anh chắc chắn không thể bắt tay với bố của cô để chia rẽ tình yêu của cô du thư nam bắt đầu nỗ lực làm việc hơn cô nghĩ sau khi hai người ly hôn cô sẽ nuôi nấng tống thu hàng thật tốt, một người mẹ cố gắng sẽ là tấm gương tốt nhất cho con. Năng lực chuyên môn của cô rất tốt, thái độ chân thành, các bạn sinh viên rất thích cô. Ngoài công việc giảng dạy, khi rảnh rỗi, cô còn làm việc tại văn phòng giáo vụ, tìm hiểu gia đình các sinh viên, phân phát học bổng và tổ chức các hoạt động cho sinh viên. Dần dần, cô trở nên vui vẻ và hòa nhập với sinh viên hơn. Lớp văn học phương Tây của cô đã trở thành một lớp nổi tiếng trong trường rất nhiều sinh viên của khoa khác đều đến nghe giảng. Cô trở thành khung cảnh đẹp nhất trong khuôn viên Xuân Đại. Trước đây cô cũng là cảnh đẹp, nhưng lúc đó cô còn trẻ, là thanh xuân giao phó cho cô vẻ đẹp. Còn sau này, trải qua năm tháng lắng động, nét đẹp của cô đã không thể nào bị cướp đi được nữa. Cô đón tống thu hàng tan học, các bạn sinh viên đều sẽ vây quanh cô không chịu rời đi. Cô còn nghe thấy bọn trẻ nói với Tống Thu Hàng, mẹ cậu đẹp thật đấy. Sau này Du Thư Nam thích may quần áo cô mua vải về tự mình may. Trong đêm khuya tĩnh mịch, nếu không muốn đọc sách, cô sẽ may quần áo dưới ánh đèn, tiếng máy may keo cạch 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 khiến đêm tối trở nên không còn dài lê thế nữa. Cô cũng may quần áo cho Tống Lương Ngọc, mặc dù cô biết rằng anh sẽ không bao giờ mặc chúng, nhưng cô vẫn làm. Cô khâu tay áo và đường viền cổ áo của Tống Lương Ngọc bằng những vật liệu còn sót lại từ việc may quần áo cho mình. Khi hai mảnh quần áo được ghép lại với nhau, vừa nhìn là biết chúng được may từ một mảnh vải, tới khi treo lên, nhìn vô cùng thân mật ngày tống lương ngọc quay về trường lại sắp xếp cho cô thêm một tiết học lúc đó là mùa đông cô mặc một chiếc váy dài đến đầu gối bằng vải bông màu đỏ sẫm do chính cô tự tay may tà áo được đính thêm vài cái khuy tròn màu đen cô đứng trên bục giảng giảng về văn học phương tây một trung một tay đối chọi nhau rõ ràng tống thu hàng kéo anh đi đón cô tan lớp vừa đẩy cửa phòng học ra tống lương ngọc liền nhìn thấy cảnh này du thư nam viết lên bản văn hóa phục hưng của shakespeare quay đầu lại nhìn thấy Tống Lương Ngọc và Tống Thu Hàng đứng trên bậc thang trước cửa phòng học. Tống Lương Ngọc vẫn gọn gàng sạch sẽ, anh vẫn tuấn tú phong độ như trước đây, trái tim cô đập loạn nhịp, vô thức nhìn xuống quần áo của mình, vẫn ổn, vẫn tương tất sạch sẽ lắm. Tống Lương Ngọc và Tống Thu Hàng tìm hai chỗ duy nhất ở phía sau để nghe cô giảng bài, giảng đường của trường đại học lớn như vậy mà chật kín người, dù thư nam đứng đó như một bức tranh bất hủ cùng năm tháng. Tống Lương Ngọc đột nhiên nhớ lại vì sao năm đó anh lại yêu cô trước giờ cô luôn đặc biệt không tranh giành đấu đá luôn an tĩnh như vậy thậm chí cô có tài năng vượt trội nhưng vẫn không vì thế mà tự cao giống như hôm nay rõ ràng cô là người đặc biệt nhất trong lớp học này nhưng cô lại mang theo nét khiêm tốn có lẽ sự sắc bén và gai góc của cô đều đã dùng cho tống lương ngọc cả rồi ánh mắt của du thư nam không dám nhìn tống lương ngọc cô bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn bã họ sắp ly hôn rồi trước khi anh về họ đã nghiêm túc nói chuyện điện thoại xác nhận các thủ tục ly hôn du thư nam nói cuộc đời của shakespeare chắc chắn đã trải qua nỗi đau mà người đời không thể biết đến nên ông mới biết viết bi kịch giảng đến đây cô chợt dừng lại vành mắt đã đỏ ửng sau khi tan học cô cúi người cảm ơn các bạn sinh viên cảm ơn mọi người đã nghe cô giảng sau đó đứng trên bục giảng đợi tống lương ngọc anh đến khi nào thế buổi sáng tối nay anh ăn cơm ở đâu ở nhà đi tôi thăm bố mẹ hai nhà trước đã, tối nay cả nhà ba người chúng ta cùng dùng bữa. Được. Ba người bước ra ngoài, Tống Thu Hàng đi ở giữa, Du Thư Nam và Tống Lương Ngọc đi hai bên, hai người chẳng ai nói chuyện với ai. Sau khi bước vào nhà, Du Thư Nam cởi áo khoác, nói với Tống Lương Ngọc, em đi nấu cơm, đã lâu rồi anh không về, anh ở chơi với con chút đã. Cô bước vào nhà bếp, đeo tạp về lên. Trong nhà đã thay mấy cô giúp việc, nấu cơm cũng không ngon, Thế là sau đó cô đã tự học nấu ăn. Cô ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, nghĩ tới sau này chắc chắn họ sẽ rất khó có cơ hội được ăn cơm cùng nhau. Thế là cô làm thêm vài món, có cá, có thịt, còn có cả canh. Tống Lương Ngọc nhìn một bàn đầy thức ăn, có một chút ngạc nhiên, cô tiểu thư lá ngọc cành vàng mười ngón tay không chạm nước dương xuân lúc ấy, cuối cùng cũng đã lạc đến nhân gian. Tống Thu Hà ngồi trên bàn ăn chốc lại gấp thức ăn cho bố, chốc lại gấp cho mẹ, cậu bé vô cùng vui vẻ. Cậu lắc lắc đầu nói, bố mẹ của con là tuyệt vời nhất. Cậu còn nói, bố ơi, mẹ ơi, con vui lắm, ba người chúng ta phải ăn nhiều nữa đi. Trông y hệt một ông cụ non vậy. Dù cậu nhóc còn nhỏ nhưng ăn cơm vô cùng lịch sự, không hề đùa giỡn giống những bạn đồng trang lứa, dù thư nam đã nuôi dạy cậu nhóc rất tốt. Tống Lương Ngọc không nhận được mà nựng mặt cậu, cậu đỏ mặt tránh đi, bố, con đã lớn rồi đấy nhé. Một cậu nhóc 8 tuổi nói mình đã lớn rồi. Tống Lương Ngọc không kìm được mà bật cười thành tiếng. Khi anh nhìn Tống Thu Hàng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng triều mến, ánh mắt tràn ngập vẻ tự hào, nhưng khi nhìn Du Thư Nam lại khắc chế và rất khắc sáo, giống như họ chẳng thân quen gì mấy. Tối đến, Tống Thu Hàng đã ngủ, hai người ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn. Em ly hôn không có điều kiện gì cả, em là người sai, sẽ không lấy bất cứ thứ gì. Nhưng con sẽ do em nuôi dưỡng. Du Thư Nam nói mình là người có lỗi, Cô biết hai ngày cô bỏ đi ấy sẽ mãi mãi không thể giải thích được, vậy thì cô sẽ không giải thích nữa. Cô không cần ra đi với hai bàn tay trắng đâu, tôi không ở đây, nhà cửa, xe, tiền tiết kiệm đều là của cô. Còn tôi muốn được nuôi con cho đến khi nó trưởng thành. Du Thư Nam không muốn bàn luận nữa, cô cảm thấy quá trình này thật sự quá khó coi, thế là gật đầu, được rồi. Cô đứng lên, có phải anh bị lệch múi giờ không? Nghỉ ngơi sớm đi, phòng ốc em đã chuẩn bị xong rồi cảm ơn. Tống Lương Ngọc nói lời cảm ơn với cô, anh theo cô lên lầu, sau đó quay về phòng của mình. Căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, chăn đệm đều là đồ mới, hơn nữa còn có hương thơm dịu nhẹ. Bên gối còn có một lọ dầu cù là, có lúc anh thức đêm làm việc cần dùng tới, không ngờ Du Thư Nam đã chuẩn bị thứ này cho anh. Tống Lương Ngọc lệch múi giờ, nửa đêm không ngủ được, định xuống lầu ngồi một lúc, lại nhìn thấy Du Thư Nam ngồi trên sofa đọc sách. Thấy anh đi xuống, cô vội vàng đứng dậy sao cô còn chưa ngủ tống lương ngọc hỏi cô không ngủ được anh thì sao tôi xuống lầu uống nước trời lạnh lắm anh uống nước ấm đi du thư nam đứng lên vào nhà bếp nấu nước cô đứng đó đợi nước sôi nghe ngoài cửa có tiếng động nhìn thấy tống lương ngọc đứng sau lưng cô tôi hỏi cô câu cuối cùng tống lương ngọc cho tay vào túi quần câu gì cô ở bên tôi trải qua cuộc sống vợ chồng cô có từng vui vẻ chưa du thư nam không biết nên trả lời anh thế nào có nói với anh thì chắc chắn anh cũng không tin nhưng quả thực cô rất vui vẻ thậm chí còn chìm đắm mặt cô dần ửng đỏ quay người lại nhìn ấm nước sôi cô không thể nói với ông điều này cô sợ mình không nhịn được lại làm ra chuyện gì nữa như vậy tống lương ngọc sẽ cảm thấy cô lại muốn sỉ nhục anh tôi hỏi cô cô đã từng hạnh phúc chưa Tống Lương Ngọc cố chấp muốn có được đáp án, thậm chí anh còn nghi ngờ bản thân, nếu như anh đủ tốt thì sao hai ngày đó cô còn phải bỏ đi. Du Thư Nam không trả lời, rót một ly nước ấm đặt lên bàn, rồi vòng qua anh đi lên lầu. Tống Lương Ngọc không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa, tại sao lại muốn có một đáp án như thế trước ngày ly hôn. Anh đi theo sau Du Thư Nam, cùng cô bước vào phòng cô. Trả lời tôi đi. Du Thư Nam đã đáp lại anh bằng hành động, cô hôn anh như lúc họ đã làm trong đêm đầu tiên sau khi kết hôn nhưng lần này vừa vội vã vừa mạnh mẽ đầu tống lương ngọc như nổ tung anh muốn đẩy cô ra nhưng cô đã nắm lấy tay anh hôn lên môi anh rồi thủ thỉ đây là đáp án tống lương ngọc sau khi anh rời đi không biết trải qua bao nhiêu đêm cô nhớ anh nhớ đến nỗi không thể chập mắt cô phải dựa vào may vá để trải qua những đêm cô đơn tĩnh lặng dù thư nam đã học được một loại tình yêu khác một loại tình yêu lâu dài và chu đáo cô cố gắng cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại buông tay tống lương ngọc ra lùi về sau một bước đặt đầu ngón tay lên môi cô đang rất bối rối những cặp vợ chồng khác trong đêm trước khi ly hôn sẽ làm gì cô chưa từng học cô không biết anh nên đi tống lương ngọc bước tới cuối người hôn lên môi cô chặn lại lời cô đang nói anh vốn không thể lừa bản thân mình được khi anh bước vào giảng đường và nhìn thấy cô đứng trên bục giảng anh đã bắt đầu dao động rồi anh không thể thoát khỏi lời nguyền mang tên Du Thư Nam. Hai người cuốn lấy nhau, trước đây Du Thư Nam không hề biết khi một người phụ nữ nhớ một người đàn ông sẽ mãnh liệt đến vậy. Chỉ bao nhiêu đó thôi là không đủ, nhưng phòng con trai cách đó không xa, họ không dám phát ra tiếng, họ ở trong bóng tối miên man giao truyền hết lần này đến lần khác. Mồ hôi túa ra như tắm, ngọt ngào say xưa. Sau khi kết thúc, Du Thư Nam ôm chặt tống lương ngọc, cô không nói năng gì, cánh tay không hề buông ra, những lời xin lỗi của cô đều nằm trong cái ôm này. Ngày mai đưa thu hàng đến cùng thiếu nhi chơi đi. Tống Lương Ngọc ông lấy vai cô, nhỏ giọng nói. Chương 139 Một mối quan hệ tan vỡ có thể chữa lành được không? Có lẽ là được. Vài ngày sau khi Tống Lương Ngọc trở lại, tình cờ trùng với kỳ nghỉ của Du Thư Nam. Ông bà nội về quê cũng dẫn Tống thu hàng theo. Ở nhà chỉ còn lại hai người họ. Họ ở bên nhau cả ngày dùng thân thể nói chuyện như thể muốn bù đắp tất cả những gì còn nợ trong quá khứ thân gần nhau rồi tìm cũng không còn xa nữa có đôi khi hai người ngồi cùng nhau giống như trở lại những tháng ngày lúc mới kết hôn thiên hạ thái bình chỉ là họ không nói về cảm xúc mà nói nhiều hơn về những điều không liên quan hầu hết thời gian đều là du thư nam hỏi tống lương ngọc về cuộc sống ở mỹ tống lương ngọc nói chuyện ngắn gọn sau đó hỏi cô một vài chuyện ở trường học cô kể rất cặn kẽ kể những điều thú vị về sinh viên những gì cô đã học được từ việc giảng dạy một số luận văn cô đã phát biểu đánh giá cấp chức giữa họ có một sự thay đổi nhỏ trước đây tống lương ngọc là người nói nhiều nhưng bây giờ anh lại rất ít nói du thư nam không bận tâm giống như trước kia tống lương ngọc không bận tâm tới việc cô ít nói vậy dù tống lương ngọc đã về trung quốc nhưng anh vẫn còn có việc phải làm anh thường gọi điện thoại quốc tế khi đó anh rất nói nhiều thường nói chuyện một hoặc hai giờ Đôi khi Du Thư Nam nghe thấy tiếng cười trong trẻo của anh khi đi ngang qua, cảm thấy quan hệ của anh với người bạn đó nhất định rất tốt. Sau hơn một tháng, Tống Lương Ngọc lại rời đi, Du Thư Nam lái xe đến sân bay để tiễn anh. Ngày ấy cô đã trang điểm, đây là việc mà cô rất ít khi làm, cô muốn Tống Lương Ngọc nhớ mình xinh đẹp như thế nào, nếu như anh có thể nhớ cô cả một năm thì tốt rồi. Tống Lương Ngọc đẩy một chiếc vali đến cửa kiểm tra an ninh, khi đến cửa kiểm tra an ninh, quay lại thấy Du Thư Nam vẫn đứng đó nhìn mình ở sân bay có rất nhiều người đưa tiễn mấy cô gái trẻ đều rơm rớm nước mắt dù du thư nam không khóc nhưng cô vẫn đứng đó tống lương ngọc lại đi về phía cô tới đứng trước mặt cô anh nghĩ chúng ta cũng nên nói lời tạm biệt như những người khác du thư nam nhìn những người không nỡ nói lời từ biệt kia đỏ mắt gật đầu cô hơi tiến lên một bước tựa đầu vào vai anh tống lương ngọc ôm lấy cô du thư nam cảm thấy không nỡ cô không biết họ sẽ còn phải nói lời tạm biệt như thế này bao nhiêu lần trong đời nữa khẽ thì thầm chúng ta có thể nói chuyện điện thoại hai lần một tuần không cô không dám hỏi nhiều mặc dù họ vẫn chưa ly hôn nhưng tống lương ngọc lại như một đám mây bồng bềnh nhấp nhô không còn chân thực nữa được tống lương ngọc siết chặt vòng tay khi nào em nghỉ hè thì có thể đến thăm anh em đến được ư du thư nam ngẩng đầu nhìn anh vẻ mặt ngây thơ như thể lại trở lại hai mươi tuổi được chứ vậy em sẽ đưa thu hàng đến gặp anh được họ đều muốn hàn gắn lại cuộc hôn nhân đã đổ vỡ dè dặt từng chút một nơm nớp lo sợ sau khi tống lương ngọc đến mỹ ngày nào anh cũng gọi điện cho du thư nam họ trò chuyện về công việc và cuộc sống trước khi cúp máy du thư nam sẽ nói em nhớ anh tống lương ngọc chưa bao giờ nói rằng anh cũng vậy có đôi lúc anh cũng muốn nói nhưng dù thế nào cũng không thể nói ra được thành lời có điều anh vẫn rất mong đợi tới tháng tư anh bắt đầu hỏi du thư nam về tiến độ visa Du Thư Nam nói rằng mọi thứ đều thuận lợi, có lẽ tháng năm có thể lấy được, sau đó có thể mua vé máy bay. Tống Lương Ngọc bắt đầu xem bản đồ của nước Mỹ, lên kế hoạch họ sẽ đi chơi những đâu trong kỳ nghỉ hè. Đến cuối tháng 6, Du Thư Nam nói với anh rằng mình không thể đi được nữa. Tại sao? Dạo này sức khỏe của mẹ em không tốt. Em chăm sóc cho mẹ là việc nên làm. Tống Lương Ngọc biết rằng Du Thư Nam không sai, nhưng anh vẫn thất vọng. Anh cất bản đồ nước Mỹ đi, gọi điện cho Du Thư Nam mỗi ngày như thường lệ, giống như trước đây. Tống Lương Ngọc sẽ tặng Du Thư Nam một số món quà, Du Thư Nam yêu cái đẹp, vì vậy anh sẽ mua son môi, nước hoa, túi sách và quần áo cho cô. Quần áo anh mua cho Du Thư Nam rất vừa vặn, anh biết rõ kích cỡ của cô. Lúc này vẫn là những năm 90, mấy thứ đó rất hiếm ở Trung Quốc, thỉnh thoảng Du Thư Nam sẽ mặc chúng, khiến đồng nghiệp của cô phải ngưỡng mộ, cô hơi đỏ mặt, sau đó kể lại với Tống Lương Ngọc qua điện thoại. Vào lúc này, Tống Lương Ngọc sẽ nói, sau này anh sẽ mua nhiều hơn cho em. Chẳng có câu nào là lời ngọt ngào, có thể anh sẽ không bao giờ nói những lời yêu thương kiểu như một ngày không gặp đã nhớ em đến phát điên nữa. Tống Lương Ngọc như vậy đã chết từ lâu, trong tim Tống Lương Ngọc mới này cũng không còn ấm áp như vậy. Nhưng cũng có những lúc trông rất ngọt ngào. Khi Tống Lương Ngọc về nhà, ngày nào anh cũng ở cùng Du Thư Nam, khi hai người cùng nhau ngồi đọc sách, đầu sát bên đầu, có được sự yên tĩnh hiếm hoi du thư nam bắt đầu học tiến sĩ theo đề nghị của du quốc thái ngày càng bận rộn hơn tống lương ngọc cảm thấy cô không cần phải khổ như vậy du thư nam chỉ nói em cũng sẽ làm việc chăm chỉ hơn làm vậy thì anh có thể bớt vất vả trong lòng cô thực sự nghĩ như vậy nhưng còn một điều nữa mà cô không nói cô muốn làm cho mình trở nên ưu tú hơn như vậy mới có thể đuổi kịp tống lương ngọc đang băng băng chạy nước rút tống lương ngọc sẽ giúp cô dịch những thuật ngữ tiếng anh mà cô không hiểu rõ đồng thời giúp cô đọc luận văn mà cô đang viết tống lương ngọc còn liên hệ với một vài người bạn để đọc luận văn giúp cô xem xem có phù hợp với tiêu chuẩn đăng trên một tạp chí hay không đêm đến khi con đã ngủ hai người sẽ đặt sách xuống và chiến đấu trên giường tích lũy năng lượng suốt cả một năm muốn giải phóng nó trong lần gặp mặt ngắn ngủi này du thư nam thường xuyên ôm lấy anh không chịu buông cũng không cho phép anh đi khỏi đôi khi cả hai ước ác ôm nhau như vậy có một sự thân mật lạ lùng nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Tống Lương Ngọc vẫn cứ như đứng cách xa cả một mét. Khi Tống Lương Ngọc lại chuẩn bị rời đi, trái tim của Du Thư Nam lại trống rỗng, hết lần này đến lần khác. Vào thời điểm đó, Du Thư Nam cũng có bạn bè ở New York. Khi đó cộng đồng người Hoa ở New York rất ít, hãy gặp ai cùng quê là tán gẫu, cũng có vài câu chuyện phím tưởng chừng như có như không, được coi như trò tiêu khiển sau bữa tối. Người bạn đó đã đặc biệt gọi điện cho Du Thư Nam, sau khi lên đại học mối quan hệ của họ trở nên tốt, cho nên cũng biết về mối tình đầu của Du Thư Nam. Trong suy nghĩ của cô bạn đó đó, Tống Lương Ngọc là một anh chàng tội nghiệp dựa dẫm vào bố của Du Thư Nam để leo lên, cô ấy nói trong điện thoại, Thư Nam, cậu nghĩ kỹ mà xem, Tống Lương Ngọc ở bên này đã có người khác rồi, chuyện hai người ly hôn chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Du Thư Nam cầm lấy ống nghe mà khóc, nhưng vẫn kiên quyết nói với cô ấy, mình với Tống Lương Ngọc kết hôn cũng đã hơn 10 năm rồi mình hiểu rõ anh ấy là kiểu người như thế nào anh ấy sẽ không làm ra loại chuyện như vậy đâu có thật là anh ấy sẽ không làm vậy không du thư nam tự hỏi lòng mình trước đây có lẽ anh sẽ không làm nhưng họ đã trải qua quá nhiều chuyện tình cảm tống lương ngọc với cô không còn như trước nữa trong suốt khoảng thời gian dài xa cách thậm chí anh còn không nói anh nhớ cô mặc dù du thư nam cũng có nghi ngờ trong lòng nhưng cô chưa bao giờ hỏi tống lương ngọc cô không muốn trở thành một người phụ nữ đa nghi dù đã tới mức như vậy nhưng cô vẫn muốn che giấu bản thân cô nghĩ chắc chắn xung quanh tống lương ngọc có rất nhiều mỹ nữ xuất sắc cô nghĩ nếu có một ngày cô và tống lương ngọc đi đến hồi kết cô vẫn có lòng kiêu hãnh của riêng mình cô ra sức làm việc cố gắng sánh vai cùng tống lương ngọc và cô đã làm được cô đã được đặt cách thăng chức phó giáo sư nhờ sự cống hiến hết mình cho môn học và danh tiếng của cô trong ngành vào thời điểm đó một nữ phó giáo sư trẻ như vậy rất hiếm mọi người bẩm sinh đã có thành kiến với phụ nữ những lời đồn đại như dao đâm vào du thư nam nhưng cô chưa bao giờ nói chuyện đó với tống lương ngọc cô đã tiêu hao hết lòng tin của tống lương ngọc dành cho mình rồi cô biết rằng tống lương ngọc sẽ không tiếp tục tha thứ cho cô như cô đã tha thứ cho anh một lần nữa mà đúng là xung quanh tống lương ngọc có rất nhiều phụ nữ xuất sắc anh cũng gặp phải nhiều cám dỗ nhưng anh đều chống lại chúng mặc dù anh ở nước mỹ nhưng trong xương tủy anh vẫn là một người đàn ông rất truyền thống, anh tôn trọng gia đình và hôn nhân. Rất lâu sau, anh mới nghe được tin đồn về mình, tin đồn đã truyền đi khắp trời, sau khi nghe được tin đồn về mình, chính anh cũng vô cùng kinh ngạc. Cũng vào một ngày nọ, khi anh kết thúc buổi tụ tập người Hoa và đi đến bãi đổ xe, anh nghe thấy ai đó nói, chuyện của anh ta, vợ anh ta cũng biết mà. Trước đây Tống Lương Ngọc không có hứng thú với loại chuyện này, nhưng ngày hôm đó anh lại đi chậm lại, nghe thấy họ thì thầm tên ông, vợ của Tống Lương Ngọc đã biết chuyện anh ta ngoại tình rồi. Anh sững người một lúc, sau đó mua vé máy bay trở về Trung Quốc ngay trong đêm hôm đó. Trong lòng Tống Lương Ngọc, Du Thư Nam là người đáng để anh phải bôn ba hàng ngàn dặm để làm rõ sự hiểu lầm. Khi anh mở cửa, anh thấy Du Thư Nam và con đang ăn. Thằng bé nhìn thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên, đặt đũa xuống rồi gọi to, "Bố ơi!" rồi chạy đến bên anh. Du Thư Nam hoang mang nhìn anh nhưng Tống Lương Ngọc không nhìn thấy sự ngạc nhiên mà vui mừng như anh tưởng tượng. Cả hai đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao. Sau khi con ngủ say, Tống Lương Ngọc mới có cơ hội nói với cô, lời đồn đại bên ngoài không phải sự thật. Anh không biết ai đã nói với em, nhưng anh muốn em tin anh. Du Thư Nam gật đầu, em tin anh. Húng hồ, đàn ông mà lại là cái câu đàn ông mà này ư trái tim vốn đã rất chai sạn mất cảm giác của tống lương ngọc vẫn thấy đau âm ỉ nhìn vẻ mặt hờ hững của du thư nam trong lòng anh tràn đầy thất vọng cho dù cô có làm rùng beng lên như phản ứng mà một người phụ nữ nên có anh cũng sẽ không thất vọng đến nhường này nhưng anh lại tự thuyết phục mình rằng mấy người đàn ông khác còn ước gì vợ mình không quản mình như thế này cơ mà em vừa được thăng chức phó giáo sư đã thích ứng được chưa tống lương ngọc hỏi cô vẫn ổn du thư nam nói xong liền hỏi anh khi nào thì anh đi nếu đã về thì ở lại mấy ngày vậy tống lương ngọc nói vậy công việc của anh thì sao anh về đi em không sao đâu em không để ý những lời đàm tiếu đó anh biết đấy những lời đàm tiếu chỉ hại được những người để ý đến nó thôi em thì không quan tâm hơn nữa em tin tưởng anh cho nên đối với em những lời kia không có ý nghĩa gì cả du thư nam nói như vậy cô hy vọng rằng tống lương ngọc có thể hiểu du thư nam thúc giục anh rời đi không phải chỉ một lần lấy lý do lo lắng cho công việc của anh tống lương ngọc cảm thấy trong lòng có gì đó kỳ lạ nhưng anh cũng không nghĩ nhiều sau đó trong một lần gặp lại bạn học cũ một người bạn học từng dạy ở xuân đại đã vỗ vai anh này bạn học cũ nếu có thể thì mau đưa vợ ra nước ngoài càng sớm càng tốt đi anh ta là kiểu người không giữ được miệng rượu vào lại càng mất kiểm soát tống lương ngọc chớp mắt Phó giáo sư Du có thủ đoạn lắm. Phó giáo sư Du có thủ đoạn lắm. Có thể có thủ đoạn nào được nữa. Thủ đoạn của phó giáo sư Du là chính bản thân cô ấy. Hơn nữa phó giáo sư Du có xuất thân làm văn học, tràn đầy tình cảm lãng mạn, cô ấy và người đó đang yêu nhau. Sau khi uống rượu, Tống Lương Ngọc nghe được những lời này, anh chợt nhớ tới Du Thư Nam cứ năm lần bảy lượt đuổi anh đi. Du Thư Nam không chào đón anh vì anh đã phá hỏng cuộc ngoại tình của cô, cô dùng hành động để chứng minh với anh rằng có một lần lừa dối thì sẽ có vô số lần mà chuyện cô không muốn ly hôn là vì lo việc ly hôn sẽ khiến cô bị kiểm điểm chính trị đúng là nực cười khi tống lương ngọc về đến nhà du thư nam ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh vội vàng quay người đi bật nước tắm cho anh tống lương ngọc đi theo nhìn cô tất bật chuẩn bị bỗng cảm thấy không cam lòng dựa vào cái gì chứ dựa vào cái gì mà anh phải bị người phụ nữ này chơi đùa cả đời anh đột nhiên kéo cổ áo sau gáy của Du Thư Nam lên, yêu cầu cô nhìn thẳng vào mình. Du Thư Nam, cô rẻ mạt đến vậy sao? Một người đàn ông vĩnh viễn không thể nào thỏa mãn được cô sao? Một thằng đi rồi giờ lại thêm một thằng khác. Ánh mắt Du Thư Nam đột nhiên tối sầm lại, cô cắn môi để không phát ra tiếng khóc, sau đó thở dài hỏi anh, anh nghe được gì rồi? Tống Lương Ngọc buông cổ áo cô ra, anh say rồi, nhưng anh vẫn muốn thắng một lần, trên mặt mang theo nụ cười lớp phớt không rõ như vậy cũng tốt, cô không chung thủy với hôn nhân, còn tôi cũng đã yêu người khác, hai chúng ta như nhau cả thôi. Cô biết không? Tôi đã không còn tình cảm với cô nữa rồi. Mỗi lần nghe cô nói nhớ tôi trong điện thoại, tôi đều cảm thấy nực cười. Nếu không vì có con, tôi đã ly hôn với cô từ lâu rồi. Thậm chí mỗi lần làm chuyện vợ chồng với cô, tôi đều phải nghĩ đến người khác mới có thể cứng được. Mặc dù thư nam không còn giọt máu dù biết Tống Lương Ngọc không còn yêu mình nữa, nhưng hôm nay chính miệng anh nói ra điều đó, cô vẫn cảm thấy đau lòng. Cô đứng ở đó nhìn Tống Lương Ngọc, bỗng không biết nên nói gì với anh, chỉ nhẹ giọng nói, nước đã chuẩn bị xong rồi, anh đi tắm đi. Không thể chiến đấu được nữa. Cuộc hôn nhân vốn đã rạn nứt của họ đã hoàn toàn tan vỡ vào ngày này. Chương 140 Du Thư Nam đang ngồi trong phòng ngủ đợi Tống Lương Ngọc, cô luôn cảm thấy giữa họ không nên như vậy cuối cùng cô cũng không kìm được nước mắt qua một lúc lâu tống lương ngọc mới đi ra lúc đó sắc trời hơi hửng sáng anh đã tỉnh táo hơn phân nửa gột rửa sạch sẽ lại trở thành một người đàn ông như trăng thanh gió mát chúng ta nói chuyện được không du thư nam lý nhí hỏi anh cô không biết tại sao mình phải hèn mọn như vậy rõ ràng cô không làm gì cả nói đi tống lương ngọc ngồi ở đối diện nhìn cô đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều anh bay từ mỹ về đây để giải thích chuyện của mình với du thư nam nhưng anh chẳng thể nào ngờ được du thư nam đã làm ra việc khiến anh chẳng cần phải giải thích nữa em được đặt cách bổ nhiệm làm phó giáo sư là do tự em cố gắng dựa vào quan hệ tình cảm của cô với người có quyền có thế mà gọi là nỗ lực sao tống lương ngọc không nhận được mà buông lời cay nhiệt không phải như vậy em học tiến sĩ ngày nào cũng học ngày nào cũng chăm chỉ làm việc thành tích học tập của em rất tốt cũng đã có những đóng góp cho xã hội. Em được bổ nhiệm là vì những điều này, không phải như những tin đồn đó. Vậy tin đồn toàn là nhảm nhí hết sao? Du Thư Nam, cô có hiểu không, dù người đời có thích bàn luận về đời tư của người khác thì cũng không bao giờ tung ra những tin đồn vô căn cứ. Cô có chắc bản thân không làm ra chuyện đáng chê cười nào không? Tống Lương Ngọc chất vấn cô. Cho nên lời đồn đại về anh cũng đều là thật sao? Du Thư Nam đột nhiên nở nụ cười em lựa chọn tha thứ cho anh nhưng không có nghĩa là anh không làm gì cả như lời anh nói cả em và anh đều không trong sạch nếu anh vẫn cứ nói chuyện với em kiểu đó thì em cũng không muốn nói thêm gì nữa du thư nam rất buồn nếu trước đây cô không làm tổn thương anh thì bây giờ cô sẽ tự tin hơn tại sao anh không thể tin tưởng em giống như em đã tin tưởng anh vậy bởi vì tôi chưa bao giờ lừa dối cô suy cho cùng cũng là vì anh không thể buông bỏ hai ngày đó du thư nam cảm thấy mình lại lâm vào cảm giác hoang mang mờ mịt như trước kia rồi suốt mấy năm qua cô đã trút hết trái tim mình luôn luôn bày tỏ tình cảm với anh nhưng anh nhất quyết không chịu tin cô mệt rồi cô từ bỏ em không biết mình nên nói gì nữa mà cũng không cần thiết tiếp theo nên làm gì đây em nghe anh du thư nam giao quyền nói chuyện cho tống lương ngọc mấy năm nay anh không nói nhiều nhưng anh nói một là một trước giờ cô không hề phản bác chúng ta đưa ra lựa chọn đôi bên cùng có lợi, không ly hôn. Điều đó tốt cho con và tương lai của chúng ta. Sau đó thì sao? Cứ sống mãi như vậy cho đến khi chúng ta chết. Nếu em nói em không cần tương lai sự nghiệp thì sao? Du Thư Nam bật khóc thành tiếng. Sự nghiệp là cái thái gì đâu chứ? Cô cố gắng như vậy là vì muốn đuổi kịp anh. Nguyện ước trong lòng cô là cô được cùng anh đi đến đỉnh cao. Trên đường đi, ai gặp họ cũng sẽ thì thầm rằng trong họ thật xứng đôi vừa lứa. Nếu cứ mãi khuất nhục trong cuộc hôn nhân này, vậy thì cô thà mình chẳng cần gì nữa hết, em muốn ly hôn. Du Thư Nam cực kỳ kiên quyết, cô nhìn Tống Lương Ngọc rồi nói, nếu như từ trước đến giờ giữa chúng ta không hề có sự tin tưởng nào, vậy dù cho chúng ta có tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân tạm bợ này, sau này vẫn sẽ có đủ thứ chuyện khiến chúng ta đổ vỡ. Vậy thì thà cắt đức ở đây luôn đi, sau này chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa ly hôn xong để cô đến với người trong mộng của mình nhau sao mơ cũng đẹp lắm dù du thư nam có nói gì đi chăng nữa tống lương ngọc vẫn có những lời ác độc chờ đợi cô mối quan hệ giữa họ đã hoàn toàn chấm dứt du thư nam chỉ có thể thuận theo lời anh mới làm tiêu tan sự thù địch trong lòng anh du thư nam biết điều này nên không kháng cự nữa được vậy em nghe lời anh cô đứng dậy tắm rửa mặc bộ quần áo thật đẹp cầm chìa khóa xe bước ra ngoài em đi làm đây khi cô trở về nhà, Tống Lương Ngọc đã rời đi, ngôi nhà vô cùng trống rỗng. Sau này sẽ không bao giờ có khoảng thời gian tốt đẹp nữa, cho dù giữa họ không có khoảng thời gian thực sự tốt đẹp nào, thì ít nhất nhìn bề ngoài cũng có vẻ viên mãn. Dù Thư Nam không còn gọi điện cho Tống Lương Ngọc, cô cũng không còn giải thích bất cứ điều gì về mình nữa, cũng không hỏi chuyện về Tống Lương Ngọc. Thứ duy nhất còn lại giữa họ chỉ là mảnh giấy kia. Thêm cả Tống Thu Hàng. Tống Lương Ngọc bắt đầu nghiêm khắc với Tống Thu Hàng, trên người tống thu hàng có vô số hình bóng của du thư nam từ tướng mạo tính cách tư thế tống lương ngọc không muốn anh như vậy lúc gọi điện quốc tế anh kiểm tra tình hình học tập của tống thu hàng nếu cậu không trả lời được anh sẽ cực kỳ tức giận anh sẽ nói có phải mẹ mày tặng chân tài thực học cho người khác rồi đúng không chịu áp lực nặng nề ngày qua ngày tống thu hàng ngày càng phản cảm với bố mình bất cứ khi nào điện thoại reo cậu đều quay người bỏ đi giống như một thiếu niên nổi loạn muốn xa lánh bố mình. Cũng may cậu vẫn còn mẹ, nếu cậu không thể thoát khỏi áp lực quá lớn của bố, mẹ sẽ trực tiếp nghe điện thoại rồi nói thẳng, em chấp nhận sự tầm thường của con, chỉ cần con khỏe mạnh và vui vẻ là được. Lần nào cô cũng nói điều này, Tống Lương Ngọc ghét mấy lời này nhất. Anh mỉa mai cô, đừng bào chữa cho việc học hành thất bại của nó nữa. Dù Thư Nam không muốn cãi nhau với anh, cô thường hỏi anh rằng, còn gì nữa không? nếu không thì bọn em đi ngủ đây. Hai người lạnh nhạt đối mặt với nhau, cả hai đều đứng tại chỗ, không chịu tiến lên bước nào. Dần dần, Tống Lương Ngọc quên rằng mình đã từng yêu Du Thư Nam, Du Thư Nam cũng quên rằng mình đã từng yêu Tống Lương Ngọc. Họ coi nhau như những người không liên quan, chỉ là một cái tên khác trên giấy đăng ký kết hôn, một người giám hộ khác của con mình. Đã hai năm rồi Tống Lương Ngọc không về nhà, khi anh trở về, Tống Thu Hàng đã bắt đầu lớn khôn, trở thành một học sinh cấp 2 sáng lạng. Còn về phần Du Thư Nam, mặc dù được ông trời ưu ái, nhưng vẫn có hai nếp nhăn nơi khóe mắt cô. Dưới ánh mắt của Tống Lương Ngọc, cô thản nhiên đứng thẳng người, gật đầu với anh. Anh về rồi đấy à, không còn niềm vui như chọc thủng trái tim giống khi xưa nữa. Ừ, Tống Lương Ngọc chỉ đáp vẹn vẹn một chữ. Ba người ngồi ăn cơm cùng nhau, Tống Thu Hàng không còn nói nhiều như khi còn bé nữa. Ăn xong yên lặng đặt bát đũa xuống, nói với Tống Lương Ngọc, bố, con ăn xong rồi, con đi học đây đã có một khoảng cách giữa hai bố con chỉ còn lại tống lương ngọc và du thư nam cả hai người đều không lên tiếng sau khi yên lặng ăn cơm du thư nam hỏi tống lương ngọc tối nay anh định ngủ ở đâu chúng ta ly hôn chưa tống lương ngọc hỏi cô chưa vậy tại sao cô lại hỏi câu hỏi này bởi vì tôi nghĩ anh không muốn ngủ cùng phòng với tôi tôi rất muốn đấy đêm khuya như vậy hai người nằm cạnh nhau trên giường trong phòng tối đen như mực hương thơm từ tóc du thư nam lọt vào mũi tống lương ngọc khi cô lật người. Anh lại nghĩ đến mấy năm đầu họ kết hôn, ba ngày nghiêm túc trước mặt mọi người, còn ban đêm lại lăn lộn trên giường. Hoặc là sau này xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng họ vẫn có thể ngủ cùng nhau. Du thư nam xoay người sang một bên, quay lưng lại với tống lương ngọc, thể hiện rõ ý cự tuyệt. Cô nhớ lại những gì Tống Lương Ngọc đã nói, tôi phải nghĩ đến người khác mới có thể cứng được. Anh nghĩ đến ai cũng không liên quan gì đến cô, cô đã không còn là Du Thư Nam dỗ dành anh để cầu xin anh nữa rồi. Cô nhắm mắt lại, đếm cừu trong lòng, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu. Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm trở mình, Du Thư Nam đang ngủ say quên rằng có một người khác bên cạnh mình, thế là cô trở mình hơi mạnh, lăn thẳng vào vòng tay Tống Lương Ngọc. Cô giật mình choàng tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của Tống Lương Ngọc, như thể đang nói, lao vào lòng tôi đấy à? Du Thư Nam từ từ lùi người lại, cô không muốn bị bất kỳ lời nào của Tống Lương Ngọc xúc phạm, nhưng Tống Lương Ngọc lại đột nhiên siết chặt vòng tay, lúc cô hét lên thì hôn lên lên cô. Du Thư Nam vô cùng tủi thân, đỏ mắt hét lên, anh buông ra. Tôi không muốn, anh như thế này là cưỡng hiếp trong hôn nhân. Cô không muốn sao? Tống Lương Ngọc dán lên môi cô, Du Thư Nam, cô không muốn sao? Du Thư Nam chẳng bao giờ đối phó được với Tống Lương Ngọc. Anh lạnh lùng, mang theo quyết tâm hủy diệt cô, động tác vô cùng thô bạo độc đoán. Răng cô đập mạnh vào vai anh, cô nhớ người đàn ông dịu dàng đó vô cùng, người đã nói rằng một ngày không gặp sẽ nhớ cô đến phát điên. Nước mắt giàn dụa trên mặt, cô đánh tống lương ngọc, anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hả? Tống Lương Ngọc không đáp lại lời cô, anh im lặng nhốt Du Thư Nam ở đó, nhưng anh không hề cử động, anh để mặc cho cô đấm anh, đánh anh cắn anh, sau đó đột nhiên cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô nụ hôn đó rất dịu dàng khiến du thư nam ảo tưởng rằng anh vẫn còn yêu cô nước mắt của cô càng trào ra bà dùng hai tay ôm lấy mặt anh trao thân cho anh nhưng sự dịu dàng và kiều diễm đều chỉ là lừa dối lúc cô động tình tống lương ngọc đột nhiên hỏi cô tôi tốt hơn hay thằng kia tốt hơn giọng điệu của anh cứ như thể cho rằng du thư nam là một người ai cũng có thể làm chồng anh không ở đây thì cô có người khác tới khi anh quay lại, cô cũng không từ chối. Cô là người sẽ chẳng bao giờ để mình rảnh rỗi như thế đấy. Nhục nhã làm sao? Du Thư Nam cảm thấy nhân cách của mình đã tan nát trước mặt Tống Lương Ngọc, cô cố nén cơn xúc động muốn khóc rồi nói, mỗi người một vẻ. Lại là con dao kia, đâm thẳng vào tim Tống Lương Ngọc, khiến anh cũng máu me đầm đìa. Làm sao anh có thể chịu thua? Thế là sau khi tất cả kết thúc, anh thì thào, người cô tả lắm rồi, chỉ đủ giải khác thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai đều bị đau khổ dằn xé, cùng mặc quần áo trong im lặng. Tống Lương Ngọc nhìn vào bờ vai gầy của Du Thư Nam, trong lòng thầm nghĩ, lúc ở với người khác Du Thư Nam sẽ như thế nào? Anh nghĩ sao thì hỏi như vậy luôn, cô cũng điên cuồng như vậy với thằng khác sao? Du Thư Nam thờ ơ nhìn anh, hỏi lại anh, tối qua anh nghĩ đến ai? Anh có bức ảnh nào không? để tôi xem ai lại có thể khiến tống lương ngọc cao quý vô ngần nhớ thương cô nhìn tống lương ngọc như vậy trong mắt tràn đầy vẻ không khuất phục tôi sẽ không bao giờ yêu anh cũng sẽ không bao giờ cúi đầu trước anh tôi lợi dụng anh vứt bỏ anh đều là ý của tôi tống lương ngọc nhìn thấy một du thư nam xa lạ đúng vậy du thư nam đã trở nên hoàn toàn xa lạ họ giả vờ là một cặp vợ chồng ân ái trước mặt mọi người khi tống lương ngọc nói chuyện dù Thư Nam luôn mỉm cười và gật đầu. Anh hỏi cô có ý kiến gì không, cô đều đồng ý hết. Cực kỳ ăn ý. Nhưng khi không có người ngoài, dù Thư Nam không hề cười, bà im lặng đọc sách, ăn cơm, sau đó nhốt mình trong thư phòng để may quần áo, mãi đến tận đêm khuya mới trở về phòng. Họ không thể giải thích tại sao mình lại hận đối phương như vậy mà vẫn ngủ chung giường. Vừa thân mật không chút kẻ hở, lại vừa làm tổn thương nhau. Sau này, khi họ đã có tuổi, Tống Lương Ngọc vẫn đẹp trai, còn Du Thư Nam thì vẫn dịu dàng, cả một năm họ cũng không gặp nhau được vài ngày, mà gặp rồi cũng chẳng nói được mấy câu. Tống Lương Ngọc đang định xử lý việc họ ra nước ngoài, lúc đó Du Thư Nam đã bỏ từ phó trong chức danh của bà và trở thành giáo sư, là phần tử tri thức được mọi người tôn kính, cuối cùng cũng dựa vào năng lực của chính bản thân mình, đánh ngã những lời đồn ác ý năm đó. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo